Xin chào các bố, các mẹ. Xin chào tất cả quý vị ạ. Quý vị ơi, ngày hôm nay thì chúng ta đang gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt đấy ạ. Và Diễm Lan thật sự cảm thấy rất may mắn khi mình có thể đồng hành cùng với tất cả quý vị. Và nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyến hành trình nuôi con đầy kỳ diệu quý vị nhé. Có lẽ không gì có thể sánh được với những gắn kết đầu tiên giữa mẹ và con. Những cái lần đầu tiên có thể nói là vô cùng đáng trân trọng của cuộc đời. Đó là dấu hiệu chúng ta biết con đã đến bên mẹ. Và là lần đầu tiên mà mẹ có thể nghe được nhịp đập từ trái tim bé nhỏ của con. Lần đầu tiên con đạp để có thể chứng minh rằng mẹ ơi, con đang tồn tại đi rồi ạ. Và tuyệt vời vô cùng khi mà lần đầu tiên chúng ta có thể ôm con trong vòng tay, sờ được cái bàn tay nhỏ xíu xinh xinh của con và được ôm con vào trong lòng, lắng nghe từng hơi thở của con. Rất trẻ thôi, tuyệt vời quá phải không các bố các mẹ. Và những khoảnh khắc đầu đời của con thật sự rất đáng trân quý. Và trong một tháng đầu ở cử thì mẹ luôn mong muốn là có thể lựa chọn những việc tốt nhất dành cho con, thận trọng trong từng cách ăn, cách ngủ, hay là lựa chọn những cái nguồn dinh dưỡng khoa học nhất dành cho con. Sức mạnh đổi thay tương lai của con và giúp cho con của chúng ta có thể tự tin đón đầu trong bối cảnh thế giới tương lai có rất nhiều cái thách thức nằm chính ở trong bàn tay của mẹ đấy ạ. Hãy tin tưởng lựa chọn khoa học trên hành trình nuôi dưỡng chẳng những tương lai các bố các mẹ nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đến với bàn tròn nuôi dạy con thông minh ứng biến. Đây là một sáng kiến của Similac Mom thưa quý vị. Và chương trình của chúng ta đã quay trở lại rồi ạ. Tập 3 ngày hôm nay của chúng ta sẽ có chủ đề là ở cử khoa học chắc lọc dân gian để có thể chuẩn bị cho mẹ những cái hành trang khoa học tốt nhất. Và chủ đề mà Similac Mom ngày hôm nay mang đến cho tất cả chúng ta đó là một cái vấn đề thực sự được các mẹ rất quan tâm và có nhiều thắc mắc nhất ạ. Đặc biệt là các chị em nào mà chúng ta mới lần đầu tiên làm mẹ đấy ạ. Và trong tập này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin được minh chứng khoa học để giúp cho các mẹ có thể chắt lọc được những kinh nghiệm dân gian dựa trên cơ sở những hiểu biết khoa học. Từ đó thì chúng ta có thể khôi phục sức khỏe thật là tốt sau sinh, cũng như là sẽ chủ động để có thể chuẩn bị một cái nền tảng về sức khỏe và cả về trí não để em bé của chúng ta đó quý vị có thể là phát triển khỏe mạnh và lanh lợi về sau này nữa ạ. Và thưa tất cả các bố, các mẹ, tất cả quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, đồng hành cùng với chương trình của chúng ta, rất hân hạnh khi được chào đón các chuyên gia và cả những bà mẹ thông thái có những kiến thức, kinh nghiệm về việc ở cử khoa học cùng với em bé thân yêu của họ sẽ được chia sẻ trong chương trình. Trước tiên thì xin cho những anh được giới thiệu và chào đón tiến sĩ bác sĩ Phạm Việt Thường Dương, giảng viên chính bộ môn nhi Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào bác sĩ ạ. Chào Diễm Loan, chào các bạn. Nghe nói thật là hấp dẫn luôn và tôi rất là háo hức muốn chia sẻ với các bạn tất cả những cái thông tin khoa học, cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Cho thời gian ở cử của các bạn thật sự là thời gian tuyệt vời. Dạ, và bây giờ thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp gỡ tiến sĩ Tony A, giảng viên tâm lý giáo dục trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh. Em chào chị Tony A ạ. Xin chào Diễm Loan và xin chào tất cả các bạn đang tham gia bàn tròn ngày hôm nay. Đây là một cái tập diễn ra trong hoàn cảnh rất là đặc biệt. Tuy nhiên dù đặc biệt như thế nào thì với cái phần chia sẻ ngay từ đầu của bác sĩ Phạm Dịch Thị Dương, chúng ta hoàn toàn có quyền tin rằng là cái khoảng thời gian ngắn ngủi sắp tới vài chục phút thôi, nhưng mà chúng ta sẽ có những cái gạch đầu dòng rất là quan trọng để không chỉ đơn giản là mình biết được cái điều gì nên làm, điều gì không nên làm, mà khi mà mình làm những điều nên đó, mình vẫn làm trong một cái tình trạng rất là ôn hòa và tình cảm gia đình, không có bị sức mẻ vì cái việc đụng độ những cái quan điểm ở những cái thế hệ khác nhau các bạn nhé. Dạ, và bây giờ thì tiếp theo xin cho Lan được giới thiệu với tất cả quý vị, đó là tham gia chương trình ngày hôm nay có một bà mẹ rất là mới trong làng mẹ bỉm sữa, nhưng mà được mọi người rất là quan tâm bởi vì mẹ có rất nhiều những cái kiến thức và rất thông thái ạ. Và lại rất nổi tiếng cùng với cô còn chưa nhỏ Huy, xin được chào đón ca sĩ Đông Nhi ạ. Xin chào tất cả các mọi người đang theo dõi chương trình. Xin chào tiến sĩ bác sĩ Thùy Dương, xin chào tiến sĩ Tonya và xin chào mẹ Thái Văn Linh. Rất vui khi ngày hôm nay lại được gặp gỡ tất cả mọi người quanh bàn tròn của Similac. Và chắc chắn rằng là ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều thông tin thú vị sẽ được chia sẻ với tất cả mọi người ạ. Chắc chắn là như vậy rồi. Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ ngay lập tức gặp gỡ với một nhà đầu tư, một người cố vấn, một doanh nhân. Và chị cũng là một bà mẹ của hai cô công chúa, nên là chị có rất nhiều những cái kinh nghiệm để chia sẻ với chúng ta. Xin được chào đón doanh nhân Thái Vân Linh ạ.
Hello, xin chào các bạn. Linh rất thích những cái cuộc trò chuyện vòng tròn này, bởi vì Linh nhớ lần đầu tiên Linh có thai là Linh đã kém kiến thức như thế nào. Thì Linh hy vọng là trong cuộc trò chuyện hôm nay, các bà mẹ được những thông tin giúp ích trong hành trình rất đặc biệt là làm người mẹ. Không chỉ dừng lại ở hy vọng đâu mà em cũng tin rằng là những cái chia sẻ của chị Linh nè, của Đông Nhi và đặc biệt là của bác sĩ Phạm Diệp Thùy Dương ngày hôm nay sẽ cho chúng ta rất là nhiều thông tin. Và các bạn thân mến, khi mà đến với cái bàn tròn lần thứ ba này thì bản thân mình cũng thực sự háo hức vì rất nhiều lý do. Bởi vì điều đầu tiên là mình không muốn các mẹ bị trầm cảm sau sinh đâu, nhưng mà nó có rất là nhiều dữ kiện diễn ra trong cái khoảng thời gian ở cữ của chúng ta. Đó là chúng ta thường thì không được khỏe mạnh và chúng ta sẽ nhận được cái sự chăm sóc của những nhân vật rất là đặc biệt xung quanh mình, đó là bà nội, bà ngoại và những người chồng. Và đi theo những nhân vật này sẽ là những cái quan điểm, những cái kinh nghiệm thì thực ra nó rất là quý giá, nhưng mà nó hợp lý hay không thì lại là một ẩn số rất là lớn. Đu đủ hầm giò heo, thịt kho tiêu thiệt nhiều tiêu và phải vô cùng mặn. Ở trong một cái phòng kín gần như là cách ly và phong tỏa là hai cái từ mà dạo này chúng ta rất là ám ảnh về nó. Và mẹ sau sinh trong khoảng thời gian ở cữ chúng ta đối diện với quá nhiều những cái lời khuyên và cái gọi là những cái sự chăm sóc khác nhau. Những người mẹ trẻ của chúng ta hiện nay thì chúng ta nói trời ơi hiện đại rồi, tân tiến rồi, mấy cái đó không có được đâu, và có vẻ như chúng ta cũng muốn kháng cự. Nhưng ở một mặt khác thì nội tâm của chúng ta nó cũng tranh đấu theo kiểu là nhưng mà cái điều này nó có thiệt không, thôi thì bây giờ có thờ thì có thiên, có kiêng thì có lành, rồi rồi bây giờ làm sao, và chúng ta cũng rất là khó xử. Như vậy thì mình nghĩ rằng là cái điều mà dễ xử nhất và mà khi xử rồi để chúng ta thực sự tự tin với nó đó là nó phải có minh chứng và nó phải có cơ sở khoa học. Và còn chần chờ gì nữa, nhân vật cực kỳ đặc biệt ngày hôm nay có thể mang đến những cái bảo chứng khoa học cho chúng ta, đó chính là bác sĩ tiến sĩ Phạm Diệp Thùy Dương. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần chia sẻ của bác sĩ nhé. Dạ, và chỉ ít phút nữa thôi chúng ta sẽ được lắng nghe những cái câu chuyện để giúp cho tất cả các chị em trong cái giai đoạn ở cữ, dù là cách ly nhưng chúng ta không cách lòng, chúng ta vẫn sẽ có thể trò chuyện với nhau, vẫn có những cái người đồng hành là chúng tôi đây ở bên cạnh các mẹ để chúng ta có thể có một cái thời gian ở cữ thật khoa học ạ. Và các mẹ có mặt tại bàn tròn ngày hôm nay ơi, đặc biệt là những chị em nào mà chúng ta mới lần đầu sinh con hết, làm tin chắc chắn luôn là các chị em bây giờ cũng sẽ giống như tiến sĩ Tôn Gia có chia sẻ là mình đang trong một cái trạng thái hơi phân vân, không biết là những cái sự truyền đạt lại từ phía những cái người đi trước, những cái người đang rất là yêu thương chúng ta đó, về những cái mẹo của nhân gian thì không biết là bây giờ có còn hợp lý hay là không. Chắc là các mẹ cũng hỏi là những cái mẹo đó có hợp với cuộc sống hiện tại hay là không, rồi mẹ nên lựa chọn ở cữ như thế nào để đảm bảo là ở cữ khoa học nè, rồi con mình phải khỏe mạnh, phải thông minh và cũng là có cách nào thật là tốt để có thể bảo vệ cả mẹ và con hay không. Thì chắc chắn rồi chương trình ngày hôm nay, cả bác sĩ Thùy Dương và tiến sĩ trong cái tôn gia cũng có những khách mời của chúng ta sẽ mang đến cho quý vị những thông tin chắt lọc những cái kinh nghiệm quý báu của dân gian, nhưng mà dựa trên sự hiểu biết và giải thích từ góc độ khoa học quý vị nha. Và bây giờ thì nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Và Lan tin là bất kỳ quý vị nào theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng đang đều muốn được giải đáp, đó là vì sao phải ở cữ. Rồi chúng ta bắt đầu ngay với phần trò chuyện của Đông Nhi ạ. Đông Nhi ơi, Đông Nhi thì vừa mới sinh con thôi nên chắc là cái câu chuyện ở cữ mình vẫn còn rất nhiều những cái kinh nghiệm, mình kể cho mọi người nghe nha. Một tháng đầu tiên đó mình có ở cữ không, rồi cái cảm giác ở cữ của mình như thế nào, mình có bị bế quay phải cản không không nhỉ? Thật ra thì cái chuyện mà ở cữ của Nhi á, nó cũng không có khá, nó không có quá là nặng nề giống như là những gì mà nãy giờ rồi mọi người đặt câu hỏi. Thật ra cái chủ đề ngày hôm nay nó rất là thú vị ha, và Nhi cũng muốn chia sẻ một vài cái quan điểm của mình thôi. Nhi thì ở cữ hay là còn gọi là nằm ổ á, nó khá là nhẹ nhàng, không quá là bế quan phải cản như là mọi người lo sợ hay là đồn thổi. Cái việc mà Nhi hằng ngày á vẫn vệ sinh thân thể đầy đủ, và Nhi nghĩ rằng á là khi mà mình vừa mới trải qua một cái cuộc sinh nở á, nếu như mà mình có một chút xíu di chuyển và vận động á thì sẽ giúp cơ thể mình nó mau hồi phục hơn. Chính vì thế mà Nhi vẫn chọn cách là di chuyển tới lui ở trong nhà và tự mình làm một số việc mà mình có thể cho phép. Ngoài ra thì cái việc mà tập luyện duy trì nhẹ nhàng đối với những cái động tác thể dục vừa phải vừa sức mình lúc đó nó cũng rất là tốt để cho Nhi hồi phục cái sức khỏe một cách nhanh nhất. Còn
Đối với lại Winnie á, thì đúng là cái khoảng thời gian đầu á, khi mà em bé vừa mới sinh ra thì chắc chắn là sẽ còn rất là non nớt và phải tập làm quen với lại cái môi trường bên ngoài. Nên là trong một cái tháng đầu tiên á, thì Nhi không có đi đâu cả, Nhi chỉ ở trong nhà thôi. Và cái khoảng thời gian đó đối với Nhi á, thì rất là tuyệt vời và thiêng liêng, bởi vì là nó giúp cho Nhi gần con hơn, có khoảng thời gian gần gũi để mà tìm hiểu đứa con của mình hơn. Ngoài ra thì nó cũng là một cái khoảng thời gian mà Nhi nghĩ là xây dựng được cái lòng tin của con đối với mẹ nữa. Vì khi mà cái giai đoạn con mình nó đồng hành cùng với mình nó rất là quan trọng trong cuộc sống hiện tại cũng như là sau này, nên cái khoảng thời gian đó đối với Nhi là vô cùng là tuyệt vời. Và vừa mới qua tháng thôi thì Nhi chọn một cái phương pháp, đó là Nhi cho bé đi ra ngoài, đi qua bên nhà bà ngoại đó, di chuyển qua nhà bà ngoại để mà cho con có thể gặp gỡ được nhiều người thân xung quanh mình hơn. Thì đó cũng là một cái khoảng thời gian mà giúp con tập làm quen với lại cái môi trường bên ngoài. Và tất nhiên là Nhi cũng đi đứng rất là cẩn thận để cho không có bị gây ra những cái sự nguy hiểm cho cả mẹ và cả con. Còn đặc biệt là trong vấn đề dinh dưỡng thì Nhi chú trọng ăn uống rất là đa dạng các cái loại thực phẩm khác nhau để mà bổ sung đầy đủ dưỡng chất nhưng mà vẫn cân đối để đảm bảo được sức khỏe cho mẹ. Và cái việc mà mình làm sao để có nhiều sữa cho con là một cái quan tâm hàng đầu mà lại không bị tăng cân nữa. Đặc biệt là Nhi thấy rằng là qua những cuộc trò chuyện trước thì Nhi cũng đã nhắc rất là nhiều lần rồi, cái việc mà Nhi duy trì uống Similac Mum đều đặn mỗi ngày á, nó thực sự rất là tốt. Thứ nhất là nó giúp cho Nhi không bị tăng cân, kiểm soát cân nặng cực kỳ hiệu quả luôn, mà lại giúp lợi sữa nữa. Từ đó thì Winnie cũng nhận được các cái vi chất quan trọng từ sữa mẹ và giúp cho sự phát triển não, trí não của Winnie một cách tốt nhất. Và cái chủ đề ngày hôm nay á, thực sự là nó rất là thú vị. Và ngày hôm nay thì cũng có bác sĩ Thùy Dương nữa, nên là Nhi cũng muốn hỏi bác sĩ Thùy Dương là thế thì với cái góc độ là một cái góc nhìn khoa học, vì sao dân gian mình lại có cái tập tục là ở cử, để ở cử như thế này, bác sĩ Thùy Dương có thể giải thích để cho các mẹ của Similac có thể hiểu rõ hơn một cách khoa học hơn được không ạ? Cảm ơn Đông Nhi, cảm ơn một bà mẹ đã chia sẻ cái giai đoạn ở cử cực kỳ là hiện đại luôn á. Dạ. Rất là thú vị và chi tiết. Thì thật sự ra thì cái ở cử là một cái truyền thống, là một cái tập tục mà mình làm từ rất rất là lâu nay rồi. Và tôi nghĩ trong cái chữ ở cử nó có hai cái phần, tức là thứ nhất là ở, và cái hai là cử. Ở là sao, là ở trong nhà hoặc là ở trong buồng hay ở trong phòng luôn nữa đó, không đi đâu, ở trong vòng trong đó thôi á. Và thứ hai là kiên cử rất là nhiều thứ, giống như hồi nãy Tistonia có vừa kể ra một loạt đủ thứ chuyện trơn, và hai mẹ con là phải ở trong đó suốt luôn và ăn kiêng rất là nhiều thứ luôn, và đợi đến khi mà đúng cái tiệc đầy tháng mới được giải phóng, đúng không? Đó là mừng, là mở vỡ òa luôn. Còn mấy bà mẹ cứ than thở. Sao chị đang tắt nước? Kể ra cho mọi người nghe mà rất là khổ nữa. Thì bây giờ thật sự ra thì ông bà mình hồi xưa cũng chỉ muốn cái điều tốt đẹp và chăm sóc và bảo vệ cho hai mẹ con còn rất là non yếu mà thôi. Vì sao mà tôi nói là non yếu? Bởi vì sao, bà mẹ sau khi cục sinh ra thì đường nào mình sanh, thường sanh mổ thì mình cũng thiếu, mất rất nhiều máu và mất rất nhiều sức. Sau đó mình còn phải dồn sức để mà cho sữa nuôi cho con nữa. Và mình còn phải coi như cuộc sống mình đảo lộn hết trơn, mọi thứ trật tự đều đảo lộn hết, và mình có rất nhiều cái trách nhiệm đặt lên vai rất là nặng nề. Mình phải chăm sóc và mình phải hiểu được cái một cái sinh linh rất là bé bỏng mỏng manh mà mình mới vừa biết đó, mới vừa quen biết đó. Thì đó là cả một cái quá trình mà mình cần thật sự rất là nhiều thử thách đối với cả thể chất và lẫn tinh thần, nên mình phải bảo vệ bà mẹ. Còn em bé thì sao? Em bé thì đó là một cái, khi em bé mới sinh ra cái hệ thống miễn dịch nó còn rất rất là kém luôn, cho nên nó rất dễ nhiễm trùng. Rồi xong rồi nó phải thích nghi, đó là một cái quá trình thích nghi cực kỳ quan trọng. Từ một cái người mà ở trong bụng mẹ là mẹ mình thở giùm mình, mẹ mình ăn giùm mình, rồi mẹ mình rửa ấm cho mình luôn, mà mình không có phải làm gì hết, chỉ ngủ và chơi thôi, rồi không cần làm gì hết. Thì bây giờ mình thành người rất là độc lập luôn, cần tự ăn, cần phải tự thở, cần phải tự rửa ấm, rồi phải tè phải ị đó, rồi phải thiết lập mọi cái thứ để mình thành một cái cuộc sống độc lập và từ từ lớn lên. Cho nên đó, trong khi miễn dịch còn rất là kém, cho nên em bé cần phải được bảo vệ. Như vậy thì ở cử là cần thiết, nhưng mà ở cử làm sao cho nó khoa học và tốt cho cả mẹ lẫn con, và để cho cả giai đoạn đó và cả một cái trình suốt cả cuộc đời về lâu dài về sau nữa. Thì hồi xưa đó thì ông bà mình biết là hồi xưa thì trời rất là lạnh luôn, rồi xong rồi cái chăm sóc sức khỏe cũng không có tốt, cho nên mấy bà mẹ sanh rất là nhiều và không có cầm máu tốt, cho nên là sanh dần dày 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 lắm, cho nên là mất máu, mất sức rất là dữ và không có khả năng hồi phục được. Cho nên lúc nào mình cũng thấy yếu và mình thấy lạnh lắm, mà không dám đi ra ngoài, đi ra ngoài là bệnh liền. Lúc nào cũng phải trùm kính mít,
không được đi ra ngoài, và lúc đó vệ sinh thức ăn cũng chưa có tốt, cho nên là nước sạch cũng không có, cho nên là phải kiêng cỡ phải nấu sao đủ thứ hết. Và em bé thì lúc đó trời lạnh cho nên là phải hơ than rồi hơ lửa trên trán rồi hơ cái bụng hơ cái rúng, nói chung là đủ thứ hết, không được tắm rửa đó. Rồi xong rồi cả một tháng như vậy. Thì đó hồi xưa đó thì ông bà mình có cái lý một chút để làm chuyện đó, là bởi vì nếu không thì sẽ bệnh cả mẹ lẫn con. Rồi sau đó nhưng mà có thật sự là cần thiết hay cần thiết thì là cần rồi, nhưng mà có an toàn hay không thì hồi xưa đó mình thấy là nhà trong trước hụt sao, cho nên có nằm than nằm lửa gì đó, thì nó cũng không có bị ngộ độc khí CO. Nhưng bây giờ mình thấy là bây giờ hiện đại rồi, cái bà mẹ được chăm sóc sức khỏe rất là tốt, không có mất máu nhiều, không có mất sức nữa, và được dinh dưỡng tốt, thì như vậy á, bà mẹ khỏe, không trời thì cũng không có lạnh. Cho nên là cái điều quan trọng đó là không có nên nằm than nằm lửa, bởi vì như vậy mình thấy nhà xích rất là sát nhau, bật phòng đóng kín lắm, nằm than là rất là nguy hiểm luôn, ngộ độc là như chơi thôi. À, còn em bé thì đương nhiên nó vẫn là một cái sinh linh rất là yếu và miễn dịch vẫn rất là kém, cho mình vẫn phải bảo vệ em bé rất là nhiều. Thì như vậy đó, cái chuyện mà mình ở cử rất là hợp lý, tuy nhiên mình làm sao phải cho nó khoa học, nó hợp lý cho tốt cả mẹ lẫn con, về lâu về dài, đặc biệt là trong giai đoạn đó mình phải cố gắng phát triển hệ miễn dịch của em bé cho nó tốt, để em bé được càng ngày càng mạnh khỏe hơn. Dạ, bác sĩ ơi, Lai vẫn còn nhớ những cái lời khuyên từ phía những cái người lớn trong nhà đó, là em bé mà ở trong bụng mẹ thêm ngày nào thì sẽ được chăm sóc và phát triển tốt chừng đó, để sau này có một cái nền tảng thật là hoàn hảo để bé bắt đầu nuôi ở bên ngoài bụng mẹ. Tại vì em thắc mắc đó, là có cái cách nào để chúng ta có thể hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe mạnh cho em bé ngay từ khi bé còn ở trong bụng mẹ không bác sĩ? Cảm ơn Diễm Loan, câu hỏi rất là thú vị luôn. Thì thiệt ra mình thấy đó, khi em bé sinh ra thì cái hệ miễn dịch mà gọi là miễn dịch thích ứng của em bé bắt đầu nó phát triển và rất là trùng khớp với lại cái giai đoạn mà mình ở cử. Thì mình biết là trong cái sữa mẹ đó thì nó có rất nhiều cái chất mà rất là cần thiết cho em bé. Mình có một cái khái niệm mà các bạn chắc là cũng từng nghe rồi, tức là microbiota, tức là hệ vi sinh vật đường ruột. Đây là một cái hệ thống đặc biệt, những cái vi khuẩn nằm trong ống tiêu hóa, và nó có rất rất là nhiều, nó có tới cả 100 ngàn tỷ vi khuẩn, các bạn nghe con số rất là ghê gớm, và trong đó nó có tới 500 chủng. Ở đây là cái hệ thống mà cái miễn dịch của mình là 70% nằm trong ống tiêu hóa. Do đó mình cần phải làm sao cho hệ thống miễn dịch microbiota của mình tốt nhất có thể. Thì mình biết là khi mà em bé sinh ra ở trong bụng mẹ thì cái ống tiêu hóa nó hoàn toàn không có vi trùng gì hết, và khi bắt đầu em bé mới vừa sinh ra thì bắt đầu tạo lập cái hệ microbiota, và cái điều này nó phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố khác nhau, ví dụ như là cái cách mình sanh thường, sanh đường dưới hay là sanh đường hay sanh mổ, hoặc là bà mẹ có xài kháng sinh ở trong thai kỳ hay không, rồi sau đó mình chọn các sữa gì cho em bé uống và cái cách gì uống trực tiếp bú hay qua bình, thì tất cả những điều đó nó cực kỳ quan trọng. Và khi em bé sinh ra thì bắt đầu cái hệ miễn dịch, cái hệ microbiota đã được hình thành và nó phát triển lên, cho đến khoảng khi em bé được 3 tuổi thì cái hệ thống microbiota này nó coi như được hoàn thành. Và như vậy nó có rất nhiều vi khuẩn ở trong đó, và nó là khi mà nó một cái hệ thống miễn dịch microbiota khỏe mạnh thì nó sẽ giúp cho cái hệ thống tiêu hóa của em bé mạnh khỏe, và như vậy thì cái hệ thống miễn dịch cũng cực kỳ là mạnh khỏe luôn. Như vậy thì mình nhớ là cái sữa mẹ thì nó rất là tốt cho em bé. Chúng ta biết là sữa mẹ là cái nguồn dinh dưỡng tốt nhất, ở trong đó thì nó cung cấp tất cả cái vi khuẩn lành mạnh. Bên cạnh cái chuyện kháng thể này nọ thì cung cấp cho mẹ một cái hệ vi khuẩn lành mạnh cho em bé trong những giai đoạn đầu tiên. Thì như vậy thì mình phải cố gắng cho em bé bú sữa mẹ. Mình biết là WHO khuyến cáo là mình phải bú sữa mẹ ít nhất là 24 tháng đầu tiên. Tuy nhiên thì có một số trường hợp các bạn đi làm, các bạn không có đủ sữa, rồi các bạn bận rộn, các bạn còn có một bệnh lý gì đó, mình không thể uống sữa mẹ được. Thì mình phải cố gắng là mình lựa chọn một loại sữa nào đó mà nó cần thiết, làm sao để phát hiện được cái hệ thống vi sinh vật đường ruột của em bé khỏe mạnh, để cho cái ống tiêu hóa khỏe mạnh và hệ miễn dịch khỏe mạnh. Dạ, và nghe qua những cái chia sẻ này thì Lai muốn hỏi thăm Đông Nhi một chút xíu ạ. Đông Nhi ơi, về cái việc mà chăm sóc cho cái hệ miễn dịch của bé đó, thì không biết là Đông Nhi có cái kinh nghiệm gì mà đã biết tới trước đây không? Mình có thể chia sẻ cho các mẹ sinh nhắc ở đây.
Thế thì đúng là như vậy, ngay từ đầu khi mà mang thai thì các bác sĩ cũng đã khuyên Nhi rất là kỹ về cái việc là phải bổ sung đầy đủ các cái dưỡng chất, các cái dinh dưỡng cho bản thân người mẹ, thì người mẹ sẽ có thể sản sinh ra được những cái chất, những cái vi chất rất là quan trọng cho con của mình. Nhờ vậy mà Nhi có cơ duyên với Similac cho tới tận bây giờ luôn. Và khi mà Winnie được sinh ra thì vô cùng là khỏe mạnh và Nhi cũng khỏe mạnh, lấy lại vóc dáng cũng rất là nhanh chóng mà vẫn duy trì được cái nguồn sữa mẹ dồi dào. Như là lúc nãy mà bác sĩ Thùy Dương có chia sẻ thì là Nhi lại càng yên tâm hơn trong cái quá trình nuôi con của mình, bởi vì là trộm vía là Winnie từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ thì Nhi vẫn tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ, bởi vì là sữa mẹ rất là có rất là nhiều những cái hệ dưỡng chất quan trọng để giúp cho con có được một cái hệ miễn dịch rất là tốt. Nên là rất là cảm ơn bác sĩ Thùy Dương vì đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích vừa rồi cho tất cả các mẹ khi tham gia chương trình Bàn Tròn Similac ngày hôm nay và cả bản thân Nhi nữa. Cảm ơn bác sĩ. Dạ, và đúng rồi, khi mà nghe qua những cái chia sẻ này thì Lan tin là các mẹ chúng ta cũng sẽ hiểu được là cái vai trò của người mẹ mình nó rất là quan trọng trong cái việc là chúng ta sẽ tạo ra những cái tiền đề tốt cho con ngay từ đầu, giống như là Đông Nhi vậy đó ạ. Và thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay nhé, để chúng ta có thể tương tác với nhau nhiều hơn. Các mẹ, các bố Similac ơi, chúng ta cùng tham gia với chương trình nha. Và ngay từ thời điểm này thì xin phép là sẽ mời tất cả các bố, các mẹ, những anh chúng ta đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, chúng ta vừa nghe qua những thông tin rất hữu ích và rất thú vị từ chuyên gia và cả các mời nữa, thì bây giờ chúng ta sẽ có cơ hội để nhận quà từ bài trò của dạy con thông minh ứng biến và nghiệm tương tác với chương trình ạ. Dạ, các tổ chức sẽ dành ra là 10 voucher tại con cưng để chúng ta có thể mua sắm, trị giá là 1 triệu đồng cho một voucher dành cho 5 mẹ may mắn tham gia trên Facebook và 5 mẹ may mắn tham gia mini game và làm khảo sát qua Zoom ạ. Dạ rồi, và bây giờ cách thức để tham gia thì rất là dễ cho các bố các mẹ ơi. Chúng ta sẽ có thể tham gia qua Facebook như sau. Đầu tiên xin vui lòng lấy điện thoại của bố mẹ và chia sẻ ngay buổi livestream ngày hôm nay để chế độ công khai. Và đừng quên là chúng ta sẽ đính kèm hashtag là Similac Mom. Hashtag là thông minh gạch dưới ứng biến. Và rồi, chúng ta sẽ có thể trả lời câu hỏi mà chương trình đặt ra ngay bây giờ đây. Với cái cú pháp, chúng ta sẽ viết vào phần comment ở dưới nha. Thứ nhất là câu hỏi số mấy. Tiếp theo chúng ta sẽ gạch ngang một cái đáp án của quý vị A, B, C, D mình chọn thế nào. Rồi gạch ngang một cái nữa, chúng ta sẽ tag tên của ba người bạn vào đây. Dạ rồi, đó, như vậy là chúng ta tham gia được rồi nhé. Còn với tất cả các bố, các mẹ chúng ta đang tham gia qua Zoom ơi, chúng ta lưu ý là mình có thể trả lời câu hỏi cho mini game này thông qua chức năng call nhé, cùng tham gia với chương trình với ạ. Và rồi, bây giờ thì các bố, các mẹ sẵn sàng chưa ạ? Lâu xin phép là Lâu sẽ đọc câu hỏi cho các bố, các mẹ nhé. Câu hỏi của chúng ta, câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Ẩn cử trong phòng kín được hiểu đúng là như thế nào? A. Ở suốt trong phòng kín với ánh sáng hạn chế. B. Chăm sóc bảo vệ mẹ và bé trong môi trường ổn định, vệ sinh và kín gió. C. Mẹ và bé nên nằm thang, hạn chế vận động để mau hồi phục. Và D. Là kiêng cự tiếp xúc với mọi người xung quanh. Dạ rồi, bây giờ chúng ta đã có thể bắt đầu chọn lựa câu hỏi, câu trả lời mà mình cho bạn đúng rồi đấy ạ. Và với hai bà mẹ thông thái tham gia chương trình ngày hôm nay ơi, chị Vân Linh ơi, Đông Nhi ơi, chúng ta cùng thử trả lời câu hỏi này xem là mình sẽ chọn đáp án nào nha. Chị Vân Linh ơi, mình chọn trước đi chị. Linh nghĩ là B nhé. Chị Vân Linh chọn câu B đúng không ạ? Còn Đông Nhi chọn câu nào ạ? Nhi cũng chọn là câu B luôn. Hồi nãy giờ bác sĩ Thùy Dương chia sẻ rất là kỹ rồi á. Như vậy là cái câu trả lời của Đông Nhi giống như gợi ý cho tất cả các bố các mẹ. Vậy rồi thì bây giờ là mình không còn gì ngần ngại nữa, trả lời câu hỏi ngay đi dạ, để nhận quà của chương trình. Và chúng ta cũng xin phép là sẽ chia sẻ ngay về tỷ lệ chọn các đáp án của các bố các mẹ trong hệ thống Zoom nha. Ở chúng ta có tỷ lệ chọn câu A là 4%, trong đó thì câu B có tỷ lệ chọn cao nhất lên tới 91%, và câu C, đáp án C có 2 người chọn 2%, và đáp án D là tỷ lệ 2% luôn ạ. Như vậy thì chúng ta thấy là có cái sự chênh lệch rất là lớn. Xin chúc cho tất cả các bố các mẹ chúng ta có câu trả lời đúng nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nói về những cái cách khác nữa để có thể tăng cường miễn dịch cho trẻ sơ sinh, và chúng ta cùng lắng nghe ngay bây giờ các bố các mẹ nhé. Chị Linh ơi,
Thưa quý vị, theo như Lan được biết thì chị Linh có những cái câu chuyện có thể nói là rất là đặc biệt để có thể chia sẻ với chúng ta về chủ đề này. Em mời chị Linh ạ. Cảm ơn nha. Thì nãy Linh nghe bác sĩ Thị Dương chia sẻ, Linh cũng thấy những cái thông tin rất là hữu ích. Và với Linh thì Linh cũng xin chia sẻ cho trải nghiệm của Linh. Thì Linh thì cũng đã ở cử cho cả hai bé. Nhưng Linh đã nghĩ là bây giờ mình trong những cái môi trường nó hơi hiện đại hơn thì Linh không có quá nghiêm túc, nghĩa là mình vẫn mở máy lạnh, bởi vì hồi xưa thì có thể là mọi người ở trong những cái khu mà họ quá lạnh, nhưng bây giờ chúng ta sống ở đây ở Việt Nam và ở Singapore thì có thể nó hơi quá nóng, thì Linh vẫn mở máy lạnh lên và Linh cũng đi tập, Linh cũng tắm hàng ngày, mình dùng cái thuốc bắc để giúp hạ xuống cái độ kêu bằng cái độ độc phải không của nước, thì mình đã dùng thuốc bắc để tắm hàng ngày. Thì nói chung là Linh làm tất cả mọi thứ để giúp cơ thể hồi phục. Và với sức khỏe của bé thì Linh có cái quan điểm là mình nên bảo vệ nhưng mình vẫn cho bé tiếp tục phát triển. Thì ví dụ là Linh cũng cho bé đeo bao tai và đội mũ, và đồng thời thì Linh cũng cho bé tập thể thao, ví dụ là nó làm tummy time, nghĩa là cho nó nằm trên bụng để cho cái cổ nó mạnh hơn, và cũng cho nó ra nắng và cũng cho nó ra ngoài để cho có thêm không khí khỏe mạnh. Thì đó là về cái ở cử. Và về chọn dinh dưỡng thì Linh cũng rất là chú trọng đảm bảo nguồn sữa của mẹ. Nhưng lúc đó thì Linh cũng có thể là hơi quá căng thẳng, vì sao nó cũng không rõ, nhưng là không có đủ sữa cho bé. Thì Linh cũng biết là sữa mẹ là cái quan trọng nhất và cũng rất là tốt cho bé nhất, thì cũng rất là cố gắng bơm sữa, tiếp tục bơm tới khoảng 6 tháng mới dừng. Nhưng tới cái quy trình bơm nó cũng không phải là dễ. Linh có lúc Linh bơm 30 phút mà chỉ đạt được khoảng 20ml à. Thì nói chung là nó không phải là một cái trường hợp mà thoải mái. Thì Linh nghĩ là chắc có thể trong cái chương trình hôm nay cũng có những người mẹ mà trong cùng cái trường hợp. Thì cho Linh hỏi bác sĩ Thùy Dương nha. Trong những trường hợp này, nếu mà bà mẹ cần dùng sữa ngoài, thì khi chọn sữa ngoài, các chị em mình nên chú ý vào những cái chất gì để có thể bổ sung và giúp cho con phát triển miễn dịch đáp ứng để tự vệ cho mình. Cảm ơn Vân Linh. Nghe Vân Linh kể là nghe thấy đứt ruột luôn á. Tưởng tượng là 30 phút mà có 20cc mà trong vòng 6 tháng như vậy, cứ là coi như là trường kỳ kháng chiến vậy, quá là can đảm và quá là giỏi luôn đó. Cực khổ vô cùng luôn. Thì tôi nghĩ là chắc là cũng nhiều bà mẹ ở đây cũng chia sẻ cái chuyện này cũng nhiều. Thì thật ra đó, thì tôi nghĩ là cái Linh cũng biết là cái sữa mẹ thì nó rất là tốt cho em bé. Nó là cái nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho em bé trong cái giai đoạn đầu đời. Tại vì sao? Hồi trước mình thấy nó trong sữa mẹ nó có kháng thể, nó có protein tạo ra kháng thể, cho kháng thể rất là nhiều. Tuy nhiên bây giờ người ta còn phát hiện ra những cái chất mới nữa là HMO. HMO là gì? Là Human Milk Oligosaccharide, tức là cái oligosaccharide của trong cái sữa mẹ. Thì đây là một thành phần rắn mà nó lớn thứ ba trong cái sữa mẹ, và nó khoảng chừng 8% hơn cả protein luôn. Nó chỉ sao có lactose với lại chất béo thôi hả. Thì cái HMO này nó là cái gì? Nó là đầu tiên nó là một chất đường. Và nó đầu tiên nó sẽ làm cái nhiệm vụ là nó sẽ làm thức ăn cho những vi khuẩn có lợi trong ống tiêu hóa của em bé. Và như vậy thì khi có nhiều HMO thì vi khuẩn nó ăn được nhiều và nó sẽ phát triển lên và nó chiếm lĩnh trong ống tiêu hóa. Thì như vậy là đây là nhà của tôi và không có cho vi khuẩn có hại phát triển được và lấy hết đồ ăn của vi khuẩn có hại luôn. Cái thứ hai nữa là nó sẽ làm giống như cái khóa vậy đó. Thì khi mà vi khuẩn có hại nó vô trong ống tiêu hóa, nó định là gây bệnh thì nó phải gắn lên trên bao đường ruột. Thì như vậy cái HMO nó sẽ khóa cái vi khuẩn có hại lại, thì vi khuẩn có hại nó không có ăn cái đường tiêu hóa, cái tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa được, như vậy không gây bệnh được. Và cái thứ ba nữa là một ít cái HMO đó nó sẽ đi vào ở trong cái hệ thống tuần hoàn và nó sẽ kích thích để tạo ra miễn dịch toàn thân cho cái, chứ không phải riêng cái đường tiêu hóa mà thôi. Người ta thấy là như vậy thì HMO nó có vai trò rất là quan trọng trong cái chuyện mà tạo cái miễn dịch vững mạnh cho em bé, và nó sẽ làm cho em bé giảm được cái nhiễm trùng chung, đặc biệt là nhiễm trùng đường hô hấp. Bên cạnh đó nữa thì còn có một cái là nucleotide. Nucleotide rất là quan trọng. Đây là một cái, đó là những cái chất mà để cấu tạo ra protein của em bé. Và cái nucleotide này nó giúp cho xây dựng và phát triển hệ miễn dịch của em bé, và nó làm cho em bé đáp ứng mạnh hơn với lại kháng thể. Tức là khi mà sinh ra với vaccine, tức là khi mình chích ngừa thì cái đáp ứng kháng thể nó mạnh hơn, miễn dịch nó mạnh hơn để bảo vệ em bé tốt hơn, và cực kỳ là quan trọng luôn. Thì thành ra như vậy đó, mình thấy cái bộ đôi này cực kỳ quan trọng để cho hệ miễn dịch phát triển. Thật ra nếu như mà mình phải
cố gắng có được sữa mẹ cho em bé càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên nếu mà không thể thì mình nên cố gắng lựa cái lượng sữa nào đó có thể có HMO và có thêm cái Pivotide nữa để mà giúp bảo vệ cho em bé. Thì cái bộ đôi này không phải chỉ có bảo vệ cho hệ thống miễn dịch thôi mà nó còn khả năng đáp ứng môi trường để giúp cho em bé đáp ứng tốt hơn với những cái kích thích, những cái khó khăn, những cái thử thách của môi trường. Dạ chị Linh ơi, thế nào cái đúng rồi. Nãy giờ bác sĩ chia sẻ thì Linh cũng hơi hồi hộp bởi vì Linh cũng hầu như là không có sữa mẹ và phải tìm hiểu nhiều và nghiên cứu rất nhiều để chọn sữa công thức tốt nhất cho con trong giai đoạn sơ sinh. Thì rất may mắn là Linh cũng đã chọn được đúng nguồn sữa mà có hai cái chất mà bác sĩ nói là HMO và nucleotide cho con của Linh. Thì Linh tin rằng thông tin bác sĩ vừa chia sẻ sẽ rất hữu ích cho các chị em Similac đang xem trong chương trình hôm nay. Dạ, như vậy là chúc mừng là chị Phương Linh đã có sự lựa chọn chính xác cho mình. Và đang tin là theo dõi sau chương trình ngày hôm nay thì tất cả các mẹ Similac khác thì chúng ta cũng sẽ có những cái sự lựa chọn thật là đúng đắn. Và như vậy thì chúng ta sẽ cùng thống nhất với nhau, đó là hệ miễn dịch của con trẻ rõ ràng là nó sẽ lớn lên và nó sẽ thích nghi cho thời gian, đúng không ạ? Và cái sự bổ sung HMO cùng với nucleotide sẽ giúp cho trẻ có thể là nhất tăng cường sức khỏe tiêu hóa này, rồi tăng cường hệ miễn dịch để trẻ có thể phát triển thật là mạnh các mẹ nhé. Và tất cả các mẹ ơi, các bố ơi, mình đã nắm được cái thông tin khoa học này rồi thì ta tin là chúng ta sẽ có sự lựa chọn thật là đúng đắn và chính xác cho cái sự phát triển cả về thể chất, cả về cái sự phát triển thông minh trí não của con sau này nữa nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần game tương tác của chương trình ạ. Không biết là khi nãy thì các bố các mẹ chúng ta đã tham gia trả lời câu hỏi đầu tiên chưa ạ? Những ai mà chúng ta vừa mới theo dõi chương trình thôi thì xin cho Lan nhắc lại nha. Chúng ta sẽ có cơ hội để nhận được voucher mua sắm tại công ty trị giá là 1 triệu đồng cho một voucher dành cho các mẹ may mắn tham gia mini game và làm khảo sát qua Zoom. Và đừng quên là các bố hoàn toàn có thể tham gia luôn chứ không phải chỉ có mẹ nha. Có bố nào tham gia chương trình ngày hôm nay thì lại càng tốt ạ. Và cách thức để tham gia qua Facebook, thứ nhất chia sẻ livestream để chế độ công khai, thêm hashtag của chương trình là Similac Mom và hashtag nữa là thông minh gặp dưới ứng biến. Và cách để chúng ta ghi ngay cái câu trả lời của mình và cái comment đó là cú pháp, thứ nhất câu hỏi số mấy, số 1, số 2, số 3 đó, rồi chúng ta gặp nối đáp án ABCD, mình chọn một trong những cái gợi ý và rồi mình gặp nối cái mình sẽ tắt tên ba người bạn của mình vào đây. Dạ rồi, với những bố mẹ nào mà chúng ta đang theo dõi qua Zoom thì chúng ta có thể tham gia trả lời câu hỏi mini game thông qua chức năng phone. Nhớ nha các bố các mẹ. Bây giờ thì sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, câu số 2. Câu số 2 có nội dung như sau. Dưỡng chất HMO giúp bé. Muốn gợi ý: A. Phát triển lợi khuẩn, tăng cường sức khỏe tiêu hóa. B. Tăng cường hệ miễn dịch. C. Điều hòa đáp ứng miễn dịch. Và D là tất cả các câu trên. Và trong lúc là các bố các mẹ chúng ta đang thao tác rất là nhanh chóng để trả lời câu hỏi này thì Đông Nhi ơi, Đông Nhi chọn đáp án nào? Nhi xin chọn đáp án D ạ. Nhi chọn D. Chị Thác Văn Linh, chị chọn đáp án nào ạ? À, cũng là D luôn nha. Cũng là D luôn. Xem ra là ngày hôm nay hai bà mẹ thông thái của chúng ta rất là trùng khớp cái sự chọn lựa với nhau. Như vậy thì không biết là các bố các mẹ còn lại thì có đồng quan điểm như vậy hay không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể thể hiện quan điểm của mình bằng cách tham gia trả lời câu hỏi và tham gia trả lời mini game thông qua chức năng phone trên Zoom nha. Và bây giờ thì xem nào. Rất là nhanh chóng thôi. Chúng ta đã cập nhật được tỷ lệ chọn lựa các đáp án từ chương trình gợi ý của các bố các mẹ trên Zoom như sau. Đáp án A có 5% chọn lựa. Đáp án B chúng ta có tỷ lệ 2% chọn lựa. Đáp án C tỷ lệ chọn là 1%. Và xin được một tràng pháo tay cho sự đồng thuận của các bố các mẹ hả? Số lượng bố mẹ chọn đáp án D lên tới 93%. Dạ, đáp án nào là đúng thì ta chưa bật mí đâu nha. Nhưng mà yên tâm tham gia trả lời tiếp đi hả? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, miễn dịch có thể nói là một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Vậy thì nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi phần này để thể tìm cho mình những cái đáp án cho cái việc chăm con thật tốt nhé. Yeah, chúng ta đã đi qua hai phần mini game rất là hấp dẫn và hy vọng là các bố mẹ tham gia ngày hôm nay chúng ta sẽ là những cái người nhận được quà từ chương trình.
quay trở lại cái câu chuyện từ nãy giờ mà chúng ta trao đổi với nhau nha. Nãy giờ mọi người có còn nhớ sự tồn tại của mình không? Tại vì mình lắng nghe một cách mụ mị con người luôn đó các bạn. Quá nhiều thông tin. Nhưng mà trong tất cả những cái thông tin chúng ta được cung cấp thì nó có những cái từ khóa nổi lên rất là nổi bật. Ví dụ như là hệ miễn dịch nè. Ví dụ như là làm sao để phát triển trí não nè. Thì điều này nó phản ánh cái gì? Nó phản ánh cái việc là khi mà chúng ta ở trong vai trò làm cha mẹ đó, cái sự khỏe mạnh của các con đó luôn là cái điều mà chúng ta cực kỳ quan tâm. Các bạn biết không, khi mà mình ngồi ở nhiều chương trình với những bà mẹ bỉm sữa đó thì mình luôn được nghe một câu, dù là bà mẹ ấy là ai đó, là khi mà hạ sinh con mình á, tức là ngay cái giây phút mà bé chào đời á, cái điều đầu tiên các ông bố bà mẹ quan tâm đó là con mình có lành lặn không, các con có đầy đủ, gọi là các bộ phận của con nó có hoàn thiện không. Điều này cho thấy rằng là chúng ta có những ước mơ con mình làm thiên tài, con mình là một người toàn năng. Nhưng mà trước khi cái điều đó diễn ra thì chúng ta chỉ mong là con mình khỏe mạnh thôi. Và như vậy thì ngay từ ngày xưa luôn á, là ông bà cũng đã quan tâm đến điều này. Cho nên người ta có cái câu đó là dạy con từ thuở còn thơ á. Thì nó không chỉ đơn giản đó là cái việc dạy đâu ạ. Mà nó chính là cái việc là muốn một cái đứa trẻ phát triển khỏe mạnh á, thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến cái giai đoạn đầu đời của trẻ nữa. Và như vậy thì có những điều mà chúng ta dành cho con mình á, nó thuộc về tương lai, nó thuộc về chiến lược. Nhưng mà có những cái là trước mắt. Tuy nhiên cái việc mà phát triển ở một đứa trẻ nó phải là cái câu chuyện mang tính lâu dài. Cái sự phát triển nó phải là một cái sự phát triển mà nó có tương lai, và chúng ta phải đặt những cái nền móng rất là tốt ngay từ đầu, để từ cái nền móng đó thì các con có thể đi lâu dài được. Như vậy thì cái yếu tố nền tảng đó là gì ạ? À? Nãy giờ bác sĩ thì Dương đã nói rất là nhiều rồi. Đó là yếu tố miễn dịch, làm sao để cho trẻ có đủ một cái khả năng miễn dịch với những cái dưỡng chất mà chúng ta cung cấp cho trẻ trong cái giai đoạn này. Đó là cái điều đầu tiên thuộc về thể trạng. Và cái thứ hai đó là không chỉ là miễn dịch đâu mà con phải khỏe nữa. Nghĩa là con cũng phải có được một cái gọi là một cái sức mạnh tiềm tàng để con có thể có những cái sự phát triển thuận lợi về sau. Mọi người có thể nói, ủa nó mới sinh thôi mà, trời ơi cái gì mà từ từ vậy, xuất cân xuất ký từ từ đi. Dạ không ạ. Cái sự phát triển của trẻ trong giai đoạn đầu đời đôi khi chúng ta khó thấy bằng mắt thường. Mặc dù nhiều khi con thì cũng thấy được sự xê dịch về 100 gram đó, nhưng cái quan trọng nhất đó là phát triển trí não. Và như vậy thì ở cái giai đoạn mà mới sinh em bé mới chào đời thì cái gọi là cái tốc độ, cái gia tốc phát triển trí não của trẻ như thế nào, thì mình nghĩ rằng là chúng ta nên có những cái thông tin nó thật sự chính xác để mình hiểu rằng là ô, đây là một cái giai đoạn mà đôi khi á, chúng ta mà không có hành động á, thì có thể là chúng ta sẽ rất là tiếc nuối. Như vậy thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần chia sẻ của bác sĩ Phạm Diệp Thùy Dương để xem là những cái thông số nào nó đã hiển thị trong cái giai đoạn phát triển trí não đầu đời của trẻ các bạn nha. Cảm ơn thư sĩ Tonya đã gợi ý cho những con số. Thì thật ra thì mình biết là cái bằng chứng khoa học rất là rõ ràng là cái trí não phát triển rất là nhanh chóng và cực kỳ quan trọng giai đoạn đầu đời luôn. Và như vậy thì rõ ràng mình đã không được bỏ lỡ chuyện này. Tôi có cho một số con số để các bạn có thể thấy cái tầm quan trọng như cỡ nào. Tại vì mình biết là quan trọng mà cũng biết nó ra làm sao, đúng không? Thì mình biết đó là cái não bộ bé phát triển rất nhanh trong năm đầu tiên. Và cho đến khi mẹ em bé được 2 tuổi thôi, 24 tháng đầu tiên đầu đời thôi đó, thì cái não đã 80% thể tích não của người lớn rồi. Và mình biết là cứ mỗi một giây thôi là sẽ có 70.000 cái đó thần kinh nó được hình thành. Để làm gì? Để cho dẫn thần kinh thiệt là nhanh chóng và nó thiệt là đa dạng và phong phú. Thì như vậy em bé còn nhiều cái nói chừng nào thì em bé nó càng thông minh và càng nhanh nhẹn chừng đó. Thì như vậy các bạn thấy cực kỳ là quan trọng không? Thì như vậy trong 2 năm đầu đời này đó thì mình biết là em bé phát triển nhanh về nhận thức và về trí não dựa trên cái gì? Dựa trên phát triển các giác quan. Và mình thấy là như vậy thì mình phải làm sao mình phát triển giác quan thật là tốt cho em bé để em bé có thể phát triển một cách toàn diện nhất cả về nhận thức và lẫn trí não. Thì như vậy để có được cái sự phát triển đó thì phải có cái nền tảng là cái dinh dưỡng. Mình thấy đó thì ở trong giai đoạn này đó, trong một năm đầu tiên thôi, cái dinh dưỡng cực kỳ quan trọng, nó cung cấp chất liệu để cho cái não phát triển. À, thì cái chất liệu đó là cái gì? Mình biết là 74% cái dinh dưỡng mình cung cấp cho em bé, năng lượng cung cấp cho em bé, chất dinh dưỡng cung cấp cho em bé là để cho phát triển cái não bộ. Do đó mình thấy là cái tốc độ rất là lớn như vậy thì không thể được thiếu và kể cả lẫn chất và lẫn lượng. Thì mình biết ở trong này á, thì để não phát triển nhanh chóng và kết nối phát triển thiệt là nhanh, tạo ra thật nhiều kết nối như vậy thì cần phải có một cái bộ ba dưỡng chất vàng. Các bạn biết đó là gì không? Là HM, là DHA nè, và lutein nè, và cái vitamin E tự nhiên. Cái thứ hai là HMO, và mình mới vừa nói hồi nãy. HMO nó vai trò trong hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa là đương nhiên rồi, nhưng mà cả về trí não nữa. Tại vì não và ruột có một cái trục,
quan hệ rất là chặt chẽ, và như vậy đường ruột mà khỏe mạnh tức là nền tảng cho trí não phát triển rất là tốt, em bé nó khỏe mạnh một cách toàn diện. Thì như vậy rõ ràng trong hai cái năm đầu tiên thì đó là giai đoạn gọi là cửa sổ cơ hội vàng mà mình không thể bỏ lỡ được, bởi vì sau đây là cái nền tảng, một cái nền tảng để em bé nó phóng nhanh và phóng xa hơn về sau nữa. Và như vậy thì cái chuyện quan trọng là phải lo cái dinh dưỡng rất là hợp lý và dạy dỗ làm sao cho nó khoa học ngay từ giai đoạn khi con mình mới được sinh ra. Dạ, và Loan thấy là rõ ràng chúng ta sẽ phải song song lo luôn hai chuyện đó. Thứ nhất là ở cửa khoa học để chúng ta có thể giúp cho bé bằng cái cách tăng cường miễn dịch cho con cần thiết vô cùng để con mình có thể khỏe mạnh. Nhưng mà nếu như chúng ta muốn mà con mình thông minh thì song song đó các ba các mẹ cần sẽ phải chú trọng đến cái việc phát triển trí não cho con từ khi con mới sinh ra đời, thông qua cái việc là phải lựa chọn dinh dưỡng đúng nè và phải có cái phương pháp nuôi dạy con đúng, đúng không bác sĩ? Đúng rồi Diễm Loan, trong cái chuyện mà nuôi dạy con thì mình muốn nhấn mạnh một cái vấn đề là giấc ngủ cho em bé, cái này quan trọng lắm luôn. Bởi vì sao? Cái giấc ngủ nó rất là ảnh hưởng đến cái sự phát triển về chiều dài và trí não của em bé. Mình biết là khi em bé mà nó ngủ sâu, ngủ đủ, và quan trọng là bạn nhớ là ngủ trước 9 giờ tối, thì như vậy cái hormone tăng trưởng nó sẽ tiết ra được nhiều nhất và em bé nhiều vậy có thể dài nhất. Cái đó là quan trọng, các bạn nhớ dùng con số 9 giờ tối. Cái thứ hai nữa là cái giấc ngủ đó người ta thấy nó có mối quan hệ tích cực, tức là em bé ngủ đầy đủ chừng nào, em bé ngủ đủ, ngủ sâu tốt chừng nào thì cái hệ thống miễn dịch nè, cái hệ thống, cái trí não nè, cái trí bộ nhớ của mình nè, và cái ngôn ngữ và chức năng điều hành, chức năng nhận thức tổng thể nó được phát triển tốt nhất. Như vậy thì cái thời, trong cái thời gian ngủ là cái gì? Khi em bé nó thức thì nó sẽ học rất là nhiều kiến thức, nó thu nhập, nhưng mà chỉ nhớ vào cái trí nhớ ngắn hạn thôi. Và trong cái giấc ngủ thì nó sẽ giấc ngủ sâu, giấc ngủ đủ thì nó sẽ chuyển trí nhớ ngắn hạn này thành trí nhớ dài hạn, và như vậy là cái kiến thức của em bé về lâu về dài được sử dụng. Là phải ngủ cho đủ, con mình phải ngủ cho đủ. Cái thứ hai là về mặt dinh dưỡng thì sao, mình mới vừa nói xong rồi là 74% cái năng lượng mà và chất dinh dưỡng mình cung cấp cho em bé trong giai đoạn năm đầu đời đó thì nó để dành cho phát triển trí não. Như vậy thì bắt buộc là mình phải nhớ là đã phải đầy đủ dưỡng chất cho em bé, không được thiếu. Và như vậy đó thì trong cái đó DHA là một cái chất rất là quan trọng, mà nãy mình mới vừa nói đó, đó là một cái omega 3 thì nó là chiếm một cái tỷ lệ rất là lớn ở trong cái bộ não của em bé, đặc biệt là vỏ não và thị giác, thì nó sẽ thúc đẩy cho cái kết nối thần kinh nó gắn kết lại, nó tạo ra thật nhiều kết nối thần kinh. Nhưng mà DHA đó thì nó là một cái chất mà nó hơi dễ bị oxy hóa một chút, nó hơi mỏng manh một xíu, cho nên nó không thể hoạt động một mình được đâu. Để mà được bảo vệ thì nó cần phải có lutein này, cần phải có glutamin tự nhiên, cho nên bộ ba này là bộ ba mà dưỡng chất vàng mà mình buộc phải có ở trong cái chế độ dinh dưỡng cho em bé. Ngoài ra thì mình biết cũng cần phải có HMO nữa, tại vì người ta thấy HMO bên cạnh cái chuyện là tốt cho hệ miễn dịch thì nó còn chứng minh lâm sàng là nó sẽ tốt cho phát triển của trí não, đặc biệt là kết nối thần kinh. Cho nên mình nên, nếu mà mình lựa chọn một cái loại sữa, bên sữa mẹ là tốt nhất rồi, nhưng mà nếu mình không có thì phải lựa chọn sữa nó có những cái dưỡng chất vàng này để mà làm cho em bé có thể phát triển tốt nhất về trí não, đặc biệt trong 2 năm đầu đời. Wow, các bạn rõ ràng là trong cái phần chia sẻ của bác Thùy Dương thì chúng ta sẽ thấy rằng là có rất là nhiều những cái thông số phát triển của trẻ. Tuy nhiên thì ngay chỗ này thì mình cũng muốn dừng lại để có một cái lưu ý cực kỳ quan trọng cho các ông bố bà mẹ. Là ngay từ trong phần chia sẻ của bác Dương thì bác Dương cũng đã nhấn mạnh khá là nhiều đến cái việc mà bộ não của trẻ là các con có gọi là có năng động trong cái hoạt động của các cái xung động thần kinh hay không. Tức là việc mà con phát triển đó nó phải được dựa trên cả một cái việc nữa, đó là chúng ta sẽ phải làm sao để con có những cái tương tác với người lớn. Bởi vì khoa học chứng minh rồi, trẻ thông minh hoặc là một con người thông minh không phải là não to, mà là cái chất lượng hoạt động của cái bộ não đó như thế nào. Như vậy thì với những cái thông số phát triển rất là khổng lồ như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là trời ơi, ở cử một tháng nó sẽ có rất nhiều việc cho các ông bố bà mẹ làm nha. Đây là cái khoảng thời gian mà nếu như nhìn ở một cái góc độ khác, chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta được ở cử chứ không phải là bị ở cử. Còn cái việc mà mình cứ nghĩ mình bị ở cử thì chắc là cũng có lý do để các bạn định nghĩa như vậy. Nhưng mà thôi, hãy thay đổi tâm thế đi. Bởi vì chúng ta thấy rằng là cái phần việc của ông bố bà mẹ trong khoảng thời gian này là rất nhiều. Đó là gì ạ? Đó là đứa trẻ với cái sự phát triển về mặt thể trạng như vậy thì các con sẽ cần cái sự tương tác với người lớn. Như vậy thì đây là khoảng thời gian vàng. Khi mà bố mẹ, đặc biệt là bà mẹ ở cử thì coi như là 24 trên 24 giờ chúng ta gần gũi con, và chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ để có thể tương tác với con. Ví dụ như là chúng ta có thể nói chuyện với con, hát ru cho con, vỗ về con,
Đây là một cái giai đoạn cực kỳ quan trọng nha, bởi vì những cái sờ chạm an toàn của bà mẹ đối với trẻ nó vô cùng cần thiết và nó cực kỳ là gọi là quý báu, bởi vì trẻ từ khi sinh cho đến 12 tháng thì về mặt tâm lý hoạt động chủ đạo của trẻ đó là hoạt động giao lưu cảm xúc trực tiếp. Như vậy thì trẻ sẽ rất là cần cái sự đụng chạm trực tiếp, nhưng mà phải an toàn để ở đó trẻ có thể được phát triển về tâm lý nè. Trẻ bắt đầu hình thành cái kết nối tích cực với cái môi trường xung quanh, tức là với mẹ mình hoặc là với những người thân trong gia đình, thông qua lời nói, thông qua tiếng ru, thông qua cái sự trò chuyện mà mẹ dành cho bé. Thì đó là những cái giai đoạn mà rất là vàng luôn để con không chỉ lớn lên về mặt trí não, mà trí não của con thực sự là một cái trí não chất lượng để con có thể tham gia vào đời sống xã hội. Đây cũng là giai đoạn vàng cho các bà mẹ luôn, bởi vì chúng ta sẽ có thời gian để bắt đầu sắp xếp lại cuộc đời mình. Trời ơi, một bạn nhỏ ra đời hạnh phúc thì hạnh phúc đó, nhưng nếu như chúng ta không cẩn trọng thì cả một sự hỗn loạn ở phía sau. Vì ngày xưa rất là son rỗi, trà chanh chém gió, trà sữa đường đen gì đó đi một mình đều được, nhưng bây giờ có con rồi. Nhưng không có nghĩa là mình có con á mình sống bất hạnh, nhưng mà nó phải có một cái cách thức khác đi. Vậy thì đây là khoảng thời gian để mình bắt đầu phải nghĩ về những cái cách thức khác. Đó là cách thức nào? Gu thời trang đôi khi cũng phải khác, bởi vì một cái người độc thân hoặc là chưa có con nhỏ thì nó sẽ rất khác với một bà mẹ fashion, nhưng mà phải có cái túi bỉm sữa đi kèm kiểu như thế. Và đây là khoảng thời gian để chúng ta nghỉ ngơi nữa. Như vậy thì ở cử đến thời điểm này, cái câu chuyện chúng ta đi đến lúc này thì chúng ta sẽ thấy rằng là thực sự nó không phải là cái chuyện vô lý khi mà mình ở cử. Và cái thứ hai, đây là khoảng thời gian mà nó rất cần các mẹ tận dụng để mình có thể nuôi dưỡng một cái trí não cũng như là một cái bầu không khí tâm lý tích cực cho sự phát triển của các con, nên phải tận dụng nha. Đúng là như vậy rồi, em rất đồng ý với những chia sẻ của chị Tô Nha luôn đó. Còn Đông Nhi thấy sao? À, chính xác là em cũng cảm nhận được những cái sự kỳ diệu đó, giống như là chị Tô Nha vừa mới chia sẻ vậy. Và thật ra thì vốn được tiếp xúc với lại bác sĩ Thùy Dương từ sớm, ngay từ cái buổi bàn tròn Similac đầu tiên, nên là như hiểu được rõ về cái sự phát triển trí não của con ngay sau khi sinh như thế nào. Thì trong tháng thì Nhi tiếp tục trò chuyện với lại con của mình với những cái lời yêu thương như là lúc mà Winnie còn ở trong bụng mẹ vậy. Nó giống như là một cái sự nhắc lại để mà giúp cho Winnie có thể nhớ lại cái ký ức để tiếp nối với cái sự phát triển hiện tại khi mà con đã ra khỏi bụng mẹ. Và hiện nay thì em vẫn còn duy trì cái thói quen đó cho đến tận bây giờ. Nên cảm giác rằng là Winnie nó rất là nhạy cảm với lại những gì mà đã được tiếp xúc từ trước, đặc biệt là với âm nhạc nha. Winnie rất là thích âm nhạc luôn. Mỗi lần mà ở đâu đó có âm thanh phát ra là con bé nó quay sang để mà nó tìm hiểu, nghiên cứu xem là cái âm thanh nó phát ra từ đâu vậy, ai là người đã tạo ra cái âm thanh đó vậy, và thể hiện một cái sự thích thú thấy rõ luôn. Chính vì thế cho nên nó là âm nhạc là một cái thứ mà hiện nay em kết nối được với con một cách tốt nhất. Con buồn em cũng hát cho con nghe, con vui em cũng hát để cho con nó múa theo, và đi ngủ cũng như vậy luôn, cũng dùng những cái làn điệu dân gian hồi xưa mọi người hay ru để mà ru con ngủ. Nhưng mà đặc biệt cái là em chia sẻ vui thôi, là chắc có lẽ là vì con bé con nhà em nó thích âm nhạc quá, cho nên là cứ đến cử mà cần phải đi ngủ là nhạc bất chấp, nhạc gì cũng có thể ngủ được, nhạc giật cũng ngủ mà nhạc chậm cũng ngủ luôn. Nên là khá là dễ dàng cho cái việc là lựa chọn nhạc cho con. Thì có cái chia sẻ như thế này, là hồi nãy chị Linh có nói rằng là chị Linh cũng giữ kín giữ ấm cho con mà cái việc bao tay bao chân á. Còn riêng về với bản thân em á, thì là em vẫn bao tay bao chân cho con và chùm đầu cho con trong cái khoảng thời gian tuần đầu tiên sau khi sinh. Hết cái tuần đầu tiên đó thì em bắt đầu tháo cái bao tay bao chân dần dần ra, đặc biệt là bao đầu, để mà cho con có thể tiếp xúc sờ chạm, giống như là tiến sĩ Tô Nha hồi nãy có nói, vì em cảm nhận được những cái sự sờ chạm đó nó vô cùng là thiêng liêng. Và đặc biệt là khi mà em cho con bú mẹ trực tiếp á, thì em lại cởi luôn áo của con ra luôn để mà con nó có thể cảm nhận được hơi ấm của mẹ giống như là ở trong bụng mẹ. Và em cảm thấy được rằng là Winnie nó có một cái sự thoải mái và thư giãn, rất là thư giãn khi mà con nó bú trực tiếp mẹ như vậy. Nên đối với lại một cái kinh nghiệm chút xíu của bản thân em, thì em thấy rằng là cái việc mà tháo bao tay bao chân của con sớm hơn sẽ giúp con phát triển được những cái sờ chạm, những cái xúc giác con một cách tốt nhất. Chính vì thế cho nên là cảm nhận là Winnie bốc, hiện nay thì con bốc những cái thứ nhỏ nhỏ, nó rất là linh hoạt. Một cái cọng tóc con cũng có thể bốc được nữa.
nên là em không biết rằng là cái đó là có phải là do một cái sự mình đã tập luyện, rèn luyện cho con từ lúc nhỏ hay không, mà cái sự phát triển xúc giác của con nó tốt hơn rất là nhiều. Và sau khi cái tháng thứ nhất trôi qua thì hồi nãy em cũng có chia sẻ là em bắt đầu cho con tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài để cho con có thể phát triển được những cái giác quan khác nhau, cho con tiếp xúc với nhiều người hơn, để cho con cảm nhận được rằng là xung quanh mình có rất là nhiều người yêu thương con, và mình vẫn giữ cái thói quen duy trì là giải thích cho con những việc mà con sắp chuẩn bị bước qua, sắp chuẩn bị trải nghiệm, để cho con chuẩn bị sẵn cái tinh thần cho mình. Ví dụ như là con gái ơi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi ra ngoài đường nha. Ra ngoài đường thì con sẽ có được thấy những bông hoa nè, những cái lá cây nè, rất là đẹp, rất là thơm luôn. Thì mỗi lần như vậy thì mình đều giải thích cho Winnie trước những cái sự việc xảy ra, để cho con có thể chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình, cũng như là biết được rằng là mình sắp được học, mình sắp được quan sát cái gì đó mới. Và qua tháng thứ 3 thì thông qua cái việc mà nhận lời tham gia chụp hình cho một cái tạp chí á, thì nó cũng làm cho mình phát hiện ra được rằng là khi mà con bắt đầu tham gia vào một cái buổi chụp hình với rất là nhiều những cái người xung quanh, mặc dù là người lạ và tiếng ồn rất là nhiều, nhưng mà con vẫn ngủ rất là ngon mặc kệ những tiếng ồn xung quanh, thì có lẽ rằng là lúc đó Winnie đã thực sự là bắt đầu thích nghi tốt với cái thế giới xung quanh của con rồi ạ. Dạ. Nghe Đông Nhi chia sẻ Linh thấy rất là vui, và Linh cũng rất là đồng ý với Đông Nhi là người mẹ, là chúng ta cũng luôn cố gắng cho các bé có thêm những cái trải nghiệm mới. Và Linh, một trong những điều đó là Linh rất là quan tâm về cái sự phát triển của bộ não của bé. Và Linh có nghiên cứu cho thấy là khi bé còn nhỏ, dù bé không biết nói nhưng nó nghe được, và nó sẽ đang phát triển cái kỹ năng về ngôn ngữ từ còn trẻ. Thì với Linh thì Linh cũng rất là cố gắng cho bé nghe được rất nhiều từ. Thì Linh cũng hát ru cho bé, dù không có hát quá hay nhưng cũng cố gắng. Và Linh cũng đọc rất nhiều sách cho bé. Và mỗi lần mình đi đâu thì mình cũng mô tả đang làm cái gì cho bé, đang rửa chén, đang thay tả gì đó. Bởi vì theo Linh nghiên cứu cho thấy là bé nào mà không được nghe đủ từ hay là nhiều từ đó, thì bộ não của bé sẽ không được phát triển và khả năng giao tiếp sẽ bị kém. Thì vì vậy mình luôn nói chuyện với nó, nói chuyện cái gì cũng được, nó không có quá hiểu cũng được, nhưng nó sẽ quen nghe được những cái từ. Và ngoài ra Linh cũng rất là kích thích thị giác cho con, nghĩa là Linh cho bé xem những cuốn sách mà có rất nhiều màu. Và Linh cũng đã chuẩn bị nhiều thứ trong phòng của bé mà có nhiều màu, như là màu đỏ, màu trắng và màu đen. Hay quá Linh, thật sự rất là hay luôn. Tôi rất là ngạc nhiên vì Linh biết lựa đúng mấy cái màu mà em bé mới sinh nó mới nhìn được. Em bé mới sinh nó chỉ nhìn được màu đỏ, màu đen và màu trắng, tức là những màu rất là tương phản, thì nó mới nhìn được những cái đường nét rõ ràng. Đó, cho nên là cái mình thấy màu hồng, màu cam, màu kem nó rất là đẹp, nhưng mà đồ chơi với bé sơ sinh là không có cái đó, chỉ có đỏ, đen và trắng thôi. Thì cái chuyện mà kích thích thị giác của bé cực kỳ là quan trọng luôn. Mình biết thì khi con sinh ra đó, thì nhiều khi mấy ngày đầu tiên em bé cái mắt nó bị sưng húp, nó bị bọc vì nó bị ứ nước, cho nên là nó không có mở mắt ra được. Rồi sau đó có thể một vài ngày sau đó bắt đầu mới mở mắt làm hí hí thôi, bởi vì nó quen với ánh sáng tối ở trong bụng mẹ rồi. Cho nên nó chỉ là rất là nhỏ thôi, nhưng từ mở điều rất là quan trọng nữa là mẹ em không thể nhìn xa hơn 1 cm một cách chi tiết được, và nó cũng không thể đảo mắt nhìn cùng một lúc. Cho nên khi mà mình tương tác với con đó thì các bạn là trong vòng 2 cm thôi, mình xoay đầu nhiều quá em không xoay. Recording.
những người thân trong nhà thì cảm thấy thật sự rất là hạnh phúc và cảm thấy rất là ấm áp luôn đó. Dạ, và đúng như vừa rồi bác sĩ Thị Dương có chia sẻ đó, thì các mẹ nào mà sinh con rồi có đồng ý với Lan không? Đúng là khi em bé vừa sinh ra thì đúng là cái cặp mắt của bé nó rất là bực, và nhiều gia đình nói là chỗ sao không có giống bố không giống mẹ gì hết trơn. Các bố các mẹ không cần phải lo lắng gì hết, cứ việc thoải mái chăm con một khoảng thời gian nữa, mắt của bé nó không có còn sưng nữa, thì lúc đó nó sẽ mở to tròn lên và rất giống bố mẹ, rất là dễ thương. Thì chúng ta cần quan tâm lúc này là cái điều sau đây nè, đó là chúng ta phải làm sao để có thể phát triển được trí não của con. Và đây là cái cơ hội nằm ngay trong cái tầm tay, cái khả năng của các bố các mẹ luôn đó. Và Diễm Lan tin rằng những thông tin khoa học này á, sẽ giúp cho tất cả các bố các mẹ sinh lắc sẽ có thể chọn lựa được cho mình cái cách chăm con thật là khoa học luôn. Và rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình nhé. Chúng ta sẽ quay trở lại với mini game ạ. Và một lần nữa xin nhắc lại là chúng ta sẽ có 10 phần quà là voucher mua sắm tại công ty, trị giá sẽ là 1 triệu đồng cho một voucher. Và các mẹ tham gia phần mini game tương tác này đều có cơ hội như nhau, các bố cũng tham gia luôn nha. Và cách thức tham gia qua Facebook đó là chúng ta sẽ chia sẻ livestream để chế độ công khai, kèm hashtag là SimiLuckMom. Hashtag của chúng ta còn là thông minh gạch dưới ứng biến, và cú pháp để có thể trả lời câu hỏi của chương trình đó là viết ngay câu hỏi số mấy, và rồi chúng ta sẽ gạch ngang đáp án mình chọn ABCD đó cho một cái, rồi gạch ngang cái mình thắp ba người bạn của mình vào đây. Và với tất cả các bố các mẹ nào chúng ta đang theo dõi thông qua hệ thống Zoom thì chúng ta có thể trả lời câu hỏi của chương trình là thông qua chức năng phone nha các bố các mẹ nhé. Và rồi bây giờ thì chúng ta vừa nghe bác sĩ Thị Dương chia sẻ về lutein có vai trò rất là quan trọng trong cái sự phát triển trí não đúng không ạ? Vậy thì câu hỏi này xem ra rất dễ cho tất cả các bố các mẹ đi ạ. Trả lời ngay nhé. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau: chất lutein có tác dụng A, giúp mắt sáng và tăng khả năng xử lý thông tin thần kinh thị giác; B, tăng cường hệ miễn dịch; C, tăng khả năng vận động; và D, giúp bé ngủ ngon hơn. Xin mời các bố các mẹ chúng ta trả lời đi ạ. Và bây giờ thì chúng ta nghe thử xem là Đông Nhi sẽ chọn đáp án nào. Đông Nhi ơi, gợi ý gì ạ? Nhi nghĩ là câu này rất là dễ luôn, mọi người nãy giờ có nghe thì sẽ biết chắc cái câu trả lời là gì. Chắc chắn là mọi người đã có cái câu trả lời của riêng mình rồi. Bản thân Nhi thì Nhi sẽ lựa chọn là đáp án A. Đáp án A. Rồi, chị Vân Linh ơi, lần này đáp án của chị Vân Linh là gì ạ? Linh cũng đồng ý là A. Hai bà mẹ này không có ngồi chung một chỗ, rõ ràng là chúng ta đang livestream ở những cái vị trí khác nhau mà sao mà đáp án lúc nào cũng trùng khớp hay vậy ta? Và không biết là các bố các mẹ còn lại thì chúng ta có cũng trùng khớp ý kiến với hai bà mẹ thông thái ngày hôm nay không? Trả lời ngay câu hỏi để nhận quà nha. Còn bây giờ thì các bố các mẹ, ngày hôm nay chúng ta có tham gia trả lời thông qua hệ thống Zoom nữa. Vì vậy mà rất mong là các bố các mẹ chúng ta cũng sẽ cùng tham gia với chương trình nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ luôn luôn rất là chào đón các bố, các mẹ. Chúng ta càng tham gia nhiều thì càng vui, càng có khả năng nhận quà nhiều ạ. Và bây giờ sẽ là tỷ lệ chọn lựa trên Zoom của các bố, các mẹ qua các đáp án của chương trình. Chọn đáp án A 83%, chọn đáp án B 11%, đáp án C chọn 2%, đáp án D có 4% các bố các mẹ đã chọn lựa ạ. Và thưa quý vị, khi nãy thì quý vị thấy là có một cái đoạn á, chúng ta nghe bác sĩ Thị Dương không có được rõ cho lắm, bởi vì quý vị biết rồi đó, chúng ta sẽ cần có cho mình cái khoảng thời gian để mà nghe cho nó chính xác lại cái nội dung này để mình áp dụng ngay cho cái việc chăm con. Vậy thì chắc là mời bác sĩ Thị Dương sẽ hỗ trợ cho chương trình, mình có thể chia sẻ lại cái đoạn này một chút xíu nữa hay không ạ? Đó là mình nói về cái vấn đề về thị giác của con đấy ạ. Cái điểm lưu ý về mắt đấy ạ, Lan Lan rất quan tâm cái điểm này, con tin là các mẹ cũng đang quan tâm đúng không ạ? Alo, cảm ơn Diễm Loan, thì mình xin nhắc lại chút xíu là hồi nãy thì mình rất là vui là bởi Vân Linh đã lựa chọn được ba màu đỏ đen và trắng là ba màu tương phản để cho em bé, để kích thích thị giác của em bé trong giai đoạn sơ sinh, vì em bé chỉ nhìn được ba màu này một cách rõ ràng và chi tiết thôi. Cái thứ hai nữa là khi mà em bé mà mẹ nói chuyện với mẹ đó thì bà mẹ phải nhìn gần, tức là trong khoảng 20-30 cm thôi, và đừng có xoay đầu nhiều quá vì em bé nó không thể nhìn cùng một lúc, bởi vì cái hệ thống thị giác của nó chưa phát triển. Và để phát triển thị giác tốt nhất thì mình chỉ
tức là cần có một cái dưỡng chất đặc biệt quan trọng là lutein. Lutein nó có rất nhiều trong điểm vàng, là cái điểm mà dẫn kết dẫn truyền hình thông tin từ mắt lên tới vỏ não thị giác. Và lutein nó cũng là một cái chất mà có rất nhiều ở trong não, và nó giúp cho cái não phát triển về mặt về học tập và trí nhớ. Thì như vậy mình phải cung cấp đủ lutein cho em bé để mà phát triển thị giác cho em bé. Một khi em bé mà nó có thị giác phát triển thì nó sẽ lanh lợi hơn, và thì học hỏi nhanh hơn, và như vậy phát triển trí não tốt hơn. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Thùy Dương. Như vậy là nhắc lại một lần nữa những thông tin về lutein để quý vị nào vậy chúng ta đang quan tâm đến vấn đề này mình cập nhật để mình tham gia thầy cô. Rồi, thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần tiếp theo nữa rất là quan trọng, đó là chăm sóc cho bà mẹ trong cái khoảng thời gian 6 tháng đầu tiên sau khi sinh. Và vừa rồi chúng ta cũng có chia sẻ với nhau, đó là cái khoảng thời gian ở cữ là cái khoảng thời gian thực sự có rất nhiều những cái sự thay đổi đối với mẹ, nhất là về cái chế độ ăn uống. Lúc mà Lan sinh em bé đó, thì Lan nhớ hoài cái gì đâu mà mình cứ thịt kho rồi xong cái món giò heo hầm đu đủ, không biết các chị em ở đây mình có trường kỳ kháng chiến với lại cái món giò heo hầm đu đủ không ạ? Bởi vì thường thì nghe mọi người nói là ăn như vậy nó nhiều sữa, nhưng mà nói gì nói chứ ngày nào cũng ăn cái cũng ngán, chưa kể là Loan rất là lo và nhiều mẹ cũng lo về cái vấn đề tăng cân thiếu kiểm soát nữa. Dạ, bác sĩ thì thưa với mức độ dinh dưỡng thì nhờ bác sĩ có thể tư vấn về cái vấn đề ăn uống này ạ. Có nên ăn giờ hay không đủ mỗi ngày vậy không ạ? Cảm ơn Loan, đây là cái món mà tôi cũng đã từng trong thời gian ở cũng được ăn vài ngày, tuy nhiên sau đó tôi từ chối. Tại vì sao? Thật ra thì đu đủ nó có rất nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin A là mình biết rồi, và các khoáng chất nữa, và có nhiều chất xơ, nên là tại tinh cầu cũng sẽ rất là tốt, không có bị táo bón trong giai đoạn này, thì như vậy cũng rất là tốt luôn. Cái thứ hai là cái giò heo đó thì nó sẽ cung cấp cho mình chủ yếu là đạm nè, rồi chất béo nè, và trong đó nó cũng có rất khá nhiều là sắt, thì như vậy cũng tốt. Tuy nhiên là mình không ăn hoài như vậy được, thì cái anh biết đúng là như Loan nói là mình không có nuốt nổi nữa, thì cuối cùng là mình biến ăn, cuối cùng là mình thiếu dinh dưỡng, đúng không, và lên cân ngầm mầm đó. Nên thì thật sự thì cái chuyện quan trọng là bạn phải ăn rất là nhiều chất dinh dưỡng đủ thứ, bổ sung 4 nhóm thực phẩm là đường nè, đạm, béo, vitamin, khoáng chất và chất xơ trong những cái món thực phẩm nó thay đổi để cho mình có thể ăn ngon miệng và cung cấp những cái chất khác nhau cho đầy đủ cho bà mẹ và cho em bé, và uống thêm sữa, những cái sữa mà cung cấp dưỡng chất và cần thiết cho cái sự phát triển của hệ miễn dịch và não bộ cho em bé, thì cái đó rất là cần thiết. Và không có, tôi xin khẳng định là không có một cái thuốc nào, không có một thức ăn nào có thể giúp cho bà mẹ lợi sữa nhiều. Cái chuyện quan trọng là gì? Có một cái nguyên tắc rất là lớn và rất là đơn giản thôi mà bà mẹ cần phải nhớ là gì? Cho con bú mẹ thường xuyên chừng nào nè, cho bú cặp sạch bú chừng nào nè, và đừng có stress chừng nào. Không có stress chừng nào thì sữa lên nhiều chừng đó. Cái chuyện rất rất là đơn giản luôn. Tôi nghĩ là bữa trước hồi nãy mà Vân Linh nói là Vân Linh bị không có sữa, tôi nghĩ vì stress nhiều quá, đúng không ạ? Tại nghe chị Diễm Loan chia sẻ về cái món chân giò hầm đu đủ. Thật ra thì Nhi thì trong cái khoảng thời gian mình mang bầu á, ăn đúng một lần chân giò thôi. Lý do là bởi vì là ca sĩ Đức Phúc có tặng cho Nhi rất là nhiều chân giò. Vì là ông ý là cũng nghe ở đâu chắc nói rằng là ăn chân giò nhiều thì sẽ lợi sữa gì đó. Thế là tặng Nhi rất là nhiều chân giò. Thì may trời là Đức Phúc tặng đúng một lần đó thôi, cho nên là chứ không thì chắc cũng Nhi cũng bị béo phì. Thực ra thì theo như là những gì mà Nhi biết á, thì chân giò giống như là bác sĩ Thùy Dương cũng có chia sẻ, thì chân giò cũng có rất là nhiều các cái vitamin, nên là đu đủ cũng vậy, nhưng mà nếu như mình ăn nhiều thì sẽ gây cho mình bị béo phì, và chân giò cũng là một trong những nguyên nhân chính gây tắc sữa nữa, nên nó là Nhi thì không có hảo cái món đó cho lắm. Và để chia sẻ về cái chuyện ở cữ của Nhi á, thì trong cái quá trình mà mình ở cữ á, thì Nhi rất là may mắn khi mà được mẹ cho mình ăn uống khá là đa dạng các cái loại thực phẩm, và tất nhiên á, là theo chất hơn là theo số lượng, để đảm bảo đủ sức khỏe cho Nhi có thể chăm con tốt, và bản thân mình thì vẫn giữ được cân nặng và không có bị béo phì. Thật ra thì mỗi ngày á, cái chuyện này thì Nhi chia sẻ rất là nhiều lần trong các cái buổi bàn tròn trước đây rồi, và ngày hôm nay thì Nhi nghĩ rằng là cũng có rất là nhiều mẹ mới ở đây, nên là mình vẫn muốn chia sẻ lại một lần nữa để cho tất cả các mẹ có thể hiểu rõ hơn. Bởi vì là cái việc mà mình ăn uống hàng ngày, tuy là mình ăn đầy đủ chất, nhưng
đâu đó thì sẽ cũng không thể nào mà đủ được hết tất cả các chất dinh dưỡng, nên chính vì thế cho nên là Nhi vẫn duy trì một cái thói quen là mình vẫn uống đều đặn 2 ly Similac mỗi ngày để mà có thể tiếp tục duy trì cho mình được một cái nguồn sữa mẹ dồi dào, hỗ trợ tốt cho cái sự phát triển thể chất và cái trí não cho Winnie. Vì trong Similac Mom có rất là nhiều các cái thành phần dinh dưỡng, có chứa lutein nè, DHA nè, vitamin E tự nhiên, cùng với lại hơn 20 loại vitamin và khoáng chất giúp đáp ứng nhu cầu đầy đủ năng lượng và dinh dưỡng tăng thêm trong cái giai đoạn mà cho con bú. Và việc mà Nhi vẫn duy trì được cái lượng sữa mẹ tốt cho đến thời điểm hiện nay là cũng một phần rất là nhiều nhờ vào Similac, và Nhi rất là cảm ơn Similac ạ. Thì Linh nghe bác sĩ Thùy Dương và Đông Nhi chia sẻ thì Linh cũng muốn góp ý một tí. Thì với giò heo thì với Linh thì Linh thực sự rất là thích. Thì đã ăn rất nhiều, và không phải chỉ là hầm với đu đủ mà cũng là hầm giấm. Thì nói chung là nhiều cách để cho mình có thể thay đổi cái một cái món là giò heo. Bởi vì Linh thích những cái thứ mà béo béo và nó cũng hơi dai dai, cái da nó bắt con. Thì Linh cũng ăn rất nhiều giò heo trong giai đoạn ở cửa với bé đầu. Và qua tới bé thứ nhì thì lúc đó thì Linh cũng thay đổi một chút, là Linh cũng theo cái hướng là tây một tí, nghĩa là bây giờ qua tới bé thứ nhì là Linh không có ăn tinh bột, nghĩa là không có ăn cơm bún mì và chỉ tập trung vào rau củ, và nói chung là phần lớn là rau củ. Thì cái chế độ ăn uống đó Linh thấy là với Linh là nó phù hợp cho cơ thể của Linh hơn, và cũng là cái cơ cấu của nó cũng là theo bác sĩ Thùy Dương nói là mình phải đa dạng, thì cũng ăn nhiều loại và mỗi ngày sẽ ăn cách khác, nhưng mình chỉ tập trung vào những cái rau củ và cá và gà, giảm bớt những cái heo và bò. Thì Linh thấy là chế độ đó nó Linh nghĩ là mỗi cái cơ thể mình sẽ khác, thì với Linh chế độ đó nó thấy phù hợp hơn. Với cái phần chia sẻ của chị Linh nha, mình có cảm giác như không phải là trải nghiệm của một nhân vật nữa rồi, và giống như chuyên gia rồi đó. Bởi vì chị Linh đã đưa ra hai cái keyword, hai cái từ khóa cực kỳ quan trọng luôn, đó là cái sự phù hợp và đa dạng. Nói gì thì nói, thực ra là mỗi người sẽ có một cái cơ địa khác nhau, và chúng ta sẽ phải có một cái phương thức khác dựa trên cái việc là mình thấu cảm được cơ thể của mình. Cho nên cái việc làm sao để lợi sữa thì chắc chắn là nó cũng sẽ có rất nhiều kịch bản với từng mẹ sau sinh. Và cái thứ hai đó là đa dạng. Bác Dương đã rất là lao tâm khổ tứ nãy giờ mình cảm nhận được, để nhấn mạnh lại cái chữ đó là trời ơi, phải đa dạng. Giá mà các bạn mở ra ngoài cái chương trình ngày hôm nay ha, cho những nhân vật đặc biệt của đời mình mà đang chăm sóc mình sau sinh á, nghe được cái này là chắc cũng ổn lắm. Nói đến cái chuyện giò heo, mình tin rằng mà nếu như bây giờ mà mình ngồi mình liệt kê từng câu chuyện nhỏ lẻ, chắc là chúng ta xuất bản được một tuyển tập rất dày đó các bạn. Bởi vì đây cũng là một trong những nhân vật đương sự của móng giò, của giò heo, của đu đủ. Và trong một lần mà mình lượn mình nghe các bà ngoại nói chuyện với nhau, tức là mẹ mình rồi mẹ chồng, rồi thêm một số những bà mẹ khác trong cái khu mình ở á, đâu đó các mẹ còn có cả một cái kế hoạch về việc đó là coi là con của tôi hoặc là con dâu của tôi đứa nào mà ăn được nhiều giò heo hơn nữa, kiểu như là có hẳn một cái target, có hẳn một cái KPI là sau một tháng là con bé phải 30 cái giò heo hay là 25 cái giò heo, và các bà lấy đó làm niềm tự hào. Trời đất ơi. Và điều này nó lý giải là tại sao ngày xưa và bây giờ nữa vẫn có những bà mẹ sau sinh mà hết cái thời gian ở cữ thèm ăn cả thế giới. Trời ơi, thèm lắm. Và điều đó vô tình đôi khi nó lại tạo ra rất là nhiều những cái điều khác mà nó không có được tích cực cho mẹ sau sinh. Và cái việc thèm này thì mình nghĩ là có thể là do trong một thời gian dài chúng ta đã quá cực đoan về chế độ dinh dưỡng á. Cho nên đến khi mà cơ thể mình thì nó rất là đòi hỏi cái sự đa dạng về mặt nguồn thức ăn. Và đó là lý do mà có thể chúng ta rơi vào tình trạng thèm ơi là thèm, mặc dù đã rất dư chân giò nhưng mà vẫn thèm. Vậy thì cái ngày hôm nay đến đoạn này thì mình thấy rằng là cái điều quan trọng nhất là chúng ta đừng có quên mục tiêu. Thực ra thì có thể cái phương thức của các mẹ, của các bà ngày xưa để lại nó hơi chưa đúng về cái đoạn là ăn chân giò hoặc là thịt kho tiêu, thịt làm mặn vân vân. Nhưng mà cái mục tiêu của họ không có sai. Thực ra mục tiêu của họ vẫn là hướng đến cái việc là làm sao cho bà mẹ ấy có nhiều sữa, một nguồn sữa dồi dào để nuôi dưỡng những đứa trẻ. Như vậy thì bây giờ trong trường hợp mà các bạn gọi là chưa có được ổn thỏa, không may cho lắm mà đang có một người chăm sóc mình ở cạnh bên mà đang gọi là đi theo cái trường phái chân giò đó các bạn, thì mình nghĩ là như vậy nè, chúng ta cũng khoan dội gào thét lên, bởi vì điều này nó chỉ nảy sinh thêm những cái chuyện khác thôi. Mà khi nảy sinh thêm những cái chuyện khác, khi mối quan hệ gia đình mà nó căng thẳng, các bạn lại rơi vào stress,
mà stress lại là một trong những cái lý do để chúng ta lại không có sửa. Nên là chúng ta hãy tập trung vào mục tiêu để có thể, một là thừa nhận cảm ơn các mẹ đã chăm lo tụi con. Trời ơi, con biết mẹ cạo móng giò cực dữ lắm, hầm cái nồi này rất là tốn công. Nhưng mà đó, để có sữa thì đây là những cách nào mà chúng ta lấy cái cơ sở khoa học để chúng ta có thể làm cho các mẹ yên tâm. Bởi vì điều quan trọng nhất là các mẹ sợ chúng ta không có sữa. Như vậy thì bây giờ mình có được một cái thông tin nó chính xác về mặt khoa học thì các mẹ sẽ được giải phóng ra khỏi chân giò thôi, chứ thực ra ngồi cạo giò heo chắc cũng mệt dữ lắm các bạn à. Như vậy thì chúng ta sẽ giảm được cái việc đó, là một là chúng ta vẫn có những bữa ăn vui vẻ, hai đó là các bà các mẹ vẫn không có bị cực đoan, cái thứ ba đó là chúng ta cũng có được một cái trải nghiệm ở cử thực sự là sinh động và không rơi vào những cái trạng thái trầm cảm, bởi vì điều này nó thực sự không có lợi cho các mẹ sau sinh. Và chúng ta kết hợp nhuần nhuyễn giữa khoa học và kinh nghiệm dân gian thì lúc này mình vẫn đạt được cái mục tiêu quan trọng nhất cho cái việc nuôi con nhỏ. Nhưng mà cái điều cơ bản nữa đó là chúng ta có những cái phương thức mà ở đó nó vừa tốt mà nó vừa không làm cho gia đạo của chúng ta bị xào xáo. Thì mình nghĩ rằng đó nó cũng cần các bạn khéo léo một chút, nhưng hãy bám vào mục tiêu đi. Tất cả các bà sẽ vì cái mục tiêu đó mà bỏ qua cho chúng ta mọi thứ. Dạ, và thật sự là nếu như mà tất cả các bà mẹ chuẩn bị sinh em bé mà đều có theo dõi chương trình chúng ta ngày hôm nay và đều áp dụng ngay những cái bí quyết rất tâm lý của chị Thanh Gia vừa rồi thì Lan Tư chắc là tất cả các gia đình chúng ta đều sẽ rất hạnh phúc cùng nhau trải qua cái giai đoạn ở cử. Bởi vì đây là một cái giai đoạn thật sự quan trọng quý vị ạ, rất rất là quan trọng đối với cả mẹ và cả con luôn ạ. Và các mẹ nên nhớ là ở cử thì chúng ta sẽ phải ở cử sao cho nó thật sự là khoa học để mà chúng ta có được cái việc nuôi dạy con khoa học cho cái hành trình làm mẹ của chúng ta đó nó trở nên dễ dàng hơn ạ, chứ không phải là căng thẳng, là mệt mỏi, là trầm cảm ạ. Và lúc này thì chúng ta sẽ có thể kết nối được giữa mẹ và con, rồi giữa con và bố để có được cái gia đình có thể nói là thật sự hoàn chỉnh. Và với những cái thông tin khoa học này thì Diễm Lan tin là tất cả các mẹ sinh lắc đều sẽ có kế hoạch rõ ràng để chúng ta có thể thật tự tin trong cái việc là lựa chọn của mình những cái giải pháp để chăm con và bảo vệ sức khỏe của mình nữa. Và hãy nhớ nha, lựa chọn nằm trong tay của tất cả các bà mẹ. Mẹ hãy tìm hiểu để có thể nắm bắt được cái cơ hội phát triển thật tốt cho em bé và có được cái sự hồi phục thật tốt cho mẹ sau sinh nè. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với mini game của chương trình ngày hôm nay. Bởi vì quý vị ơi, thật sự không biết quý vị thấy sao chứ Lai là một bà mẹ nè, con Lai cũng rất là bé, Lai rất thích mua sắm cho con, nên là nghe quà tặng của chương trình ngày hôm nay là Lai thích lắm luôn đó. Chúng ta sẽ nhận được voucher mua sắm trị giá là 1.000.000 đồng tại con cưng. Và các mẹ hãy tham gia ngay trả lời câu hỏi để có thể nhận được phần quà của chương trình nha. Và các mẹ ơi, chúng ta cũng có thể tham gia trả lời câu hỏi qua Zoom nữa nhé. Và rồi bây giờ cách thức tham gia qua Facebook như thế nào ạ? Trước tiên xin vui lòng chia sẻ livestream này và để ở chế độ công khai giúp cho Loan nhé. Để thêm hashtag của chúng ta là Cinelacmon và thêm hashtag là thông minh gạch dưới ứng biến. Dạ rồi, và cách để chúng ta trả lời câu hỏi đó là chúng ta viết vào phần comment với cú pháp như sau. Thứ nhất là câu hỏi số mấy, rồi chúng ta gạch ngang đáp án mẹ chọn A, B, C, D, rồi gạch ngang cái nữa mình tháp tên ba người bạn của mình vào đây nhé. Và với các bố các mẹ chúng ta đang tham gia qua Zoom ơi, các bố các mẹ đang tham gia qua Zoom ơi, chúng ta tham gia cái chương trình đi nhé. Chúng ta có thể trả lời câu hỏi mini game này bằng chiếc nam phone ấy ạ. Và chúng tôi sẽ cung cấp đến quý vị tỷ lệ chọn lựa các đáp án ở ngay sau khi chúng ta đặt câu hỏi thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư. Câu hỏi thứ tư đây ạ, các bố các mẹ nghe nhé, nghe kỹ nhé. Câu hỏi có nội dung là biểu hiện sự phát triển trí não của trẻ sơ sinh trong thời gian đầu đời là gì? A. Thích nghi dần với môi trường xung quanh. B. Phản xạ có điều kiện với những tiếp xúc cùng mẹ. C. Chủ động hơn với tay chân. Và D là tất cả các câu trên. Là bài đọc rất chậm, mình nghe rõ rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe hai bà mẹ thông thái của chương trình ngày hôm nay. Các mời sẽ trả lời như thế nào cho câu hỏi này ạ? Chị Vân Linh ơi, chị chọn đáp án nào ạ? Linh chọn D nha. Chị Linh chọn D ạ. Còn Đông Nhi, mẹ Đông Nhi chọn đáp án nào? Chị bắt trước chị Linh chọn D luôn. Đọc dữ quá. Dạ, rồi các bố các mẹ khác thì sao ạ? Chúng ta đã chọn đáp án nào cho mình ạ?
Đừng quên là đáp án chúng ta chọn lựa sẽ đưa các bố các mẹ đến với những hỗ trợ mua sắm của chương trình. Trị giá mỗi một hỗ trợ như vậy là 1.000.000 đồng mua sắm tại Thôn Cưng nhé. Và rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem qua tỷ lệ các bố mẹ chọn lựa từng đáp án một trên hệ thống Zoom nhé. Với đáp án A có 2% các bố mẹ chọn lựa. Với đáp án B chúng ta cũng chỉ có 2% các bố mẹ chọn lựa. Đáp án C hoàn toàn không được ai chọn cả, tỷ lệ 0%. Và đáp án D chúng ta có 96% các bố mẹ đã chọn đáp án này ạ. Chúng ta rất là đồng lòng với lại hai bà mẹ khách mời của chương trình ngày hôm nay đấy ạ. Và hãy cùng chờ đợi xem câu trả lời của quý vị có đúng hay là không nha. Chúng ta sẽ có đáp án sau quý vị ạ. Và chúc cho quý vị sẽ có đáp án chính xác để nhận quà. Còn bây giờ thì xin cho em được nhiều chia sẻ với quý vị, đó là trong buổi trò chuyện ngày hôm nay với chủ đề là ở ngưỡng khoa học chất lượng dân gian. Như thường lệ thì chúng ta sẽ có một cái chuyên mục dành để giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả trực tiếp thông qua Zoom, và các chuyên gia của các khách mời sẽ lắng nghe, sau đó là sẽ giải đáp trực tiếp luôn. Và bây giờ thì xin phép cho Lan được kết nối với vị khán giả đầu tiên ạ. Chúng ta chờ đợi ít phút nhé. Chúng tôi sẽ kết nối ngay bây giờ đây. Xin chào. Thưa quý vị, nói về cái chủ đề mà ở cửa khoa học chất lượng dân gian đó, thì Lan tin là có rất nhiều bố mẹ có những cái câu hỏi. Vì vậy mà chúng ta cứ mạnh dạn nha, tham gia cái chương trình. Dạ rồi, xin kết nối được chưa ạ? Em xin chào các chuyên gia và hai mẹ cấp tiến ạ. Em tên là Hạ Băng, hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và em đang mang thai được 27 tuần ạ. Em xin đặt câu hỏi cho bác sĩ Thùy Dương. Cho trẻ sơ sinh phơi nắng vào buổi sáng sớm có thật sự cần thiết không? Bác sĩ Thùy Dương chia sẻ về vấn đề này ạ. Em muốn lắng nghe thêm từ chia sẻ của bác sĩ để nắm bắt được thông tin chính xác và xác thực hơn để sau khi sinh bé em có thể áp dụng cho đúng ạ. Cảm ơn Hạ Băng. Xin chào bạn. Thì đây là một câu hỏi mà nhiều bà mẹ hỏi lắm luôn ha, chứ không phải là riêng mình bạn đâu, bạn cứ yên tâm như vậy ha. Thì thật sự là nhu cầu vitamin D của em bé mỗi một ngày là 400 đơn vị. Và cái điểm yếu của sữa mẹ và cũng như sữa với tất cả các động vật khác, tức là ở trong sữa mẹ đó nó rất ít vitamin D. Cho nên là khi bé bú sữa mẹ hoàn toàn thì nó phải được bổ sung vitamin D mỗi ngày. Thì mình có hai cách bổ sung vitamin D, tức là hồi trước giờ mình theo cách hồi xưa giờ mình vẫn phơi nắng để cho em bé, thì người ta thấy thật sự ra thì bây giờ cái UV nhiều quá đi, cho nên rất là độc cho da em bé, có thể làm cho bị bỏng nè, bị sạm da, bị mất nước nữa, và về lâu về dài người ta còn thấy da mỏng manh như vậy có thể gây ra ung thư da nữa. Cho nên bây giờ người ta không khuyến cáo mình phơi nắng cho em bé nữa, và mình cứ cho vitamin D bổ sung dạng uống. Các bạn thấy có rất nhiều cái dạng ở trên thị trường bây giờ, thì cứ một ngày 400 đơn vị là được nha. Và khi mình đã uống vitamin D thì mình sẽ không phơi nắng nữa. Các bạn nhớ là phơi nắng hoàn toàn không tốt cho em bé. Đối với em bé bú sữa bột thì sao? Khi mà mình bú sữa bột á, thì ở trong cái sữa bột người ta đã bổ sung vitamin D cho em bé rồi. Cho nên khi mà em bé uống được nửa lít sữa bột, 500ml sữa bột, sữa công thức á, một ngày, thì đã đủ cái lượng vitamin D cần cho em bé. Cho nên khi mà uống được 500 thì em bé không cần bổ sung vitamin D nữa. Còn khi mà uống ít hơn cái lượng đó thì phải bổ sung mỗi ngày một giọt vitamin D. Cảm ơn bạn. Xin được cảm ơn bác sĩ Thùy Dương và xin được cảm ơn chị Hạ Băng ạ. Chị ơi, như vậy là một khoảng thời gian nữa mình sẽ sinh em bé, chúc mẹ thật con vui nha. Và đừng quên, bé còn nằm trong bụng mẹ, thời điểm này là chúng ta đã có thể phát triển hệ miễn dịch. Và cái, tất cả những cái sự phát triển bên trong bụng của em bé bây giờ đó là được rồi, mình nắm ngay cái giai đoạn vàng này, phát triển miễn dịch cho con ngay từ trong bụng mẹ nha. Bây giờ chúng ta kết nối với vị khách tiếp theo đi ạ. Xin chào ạ. Xin chào mẹ ạ. Dạ vâng ạ, em xin gửi lời chào đến các chuyên gia cũng như là tất cả mọi người đang xem bàn tròn Similac ạ. Em tên là Thủy Nga và hiện tại thì em đang có bầu ở tháng thứ 7. Và em rất là hồi hộp khi là em rất là mong mình sẽ là người được chọn để đặt câu hỏi. Và em có một câu hỏi nhỏ nhỏ dành cho tiến sĩ Tô Như A, đó chính là mẹ em thì có dặn là sau sinh ở cứ một tháng thì nhất định là không được sử dụng điện thoại hay là xem TV.
Nhưng mà những người chị trước đây thì em có quen và đã có kinh nghiệm thì có nói với em là em nên cập nhật những cái thông tin này, cũng như là đọc tin tức, báo chí hoặc là sử dụng điện thoại để tránh tình trạng bị trầm cảm hay là bị stress sau sinh. Nên là em cũng không biết là nên nghe theo hướng nào cũng như là thế nào mới là đúng, và em rất mong là được bác Tonya chia sẻ cũng như là góp ý cho em ạ. Ôi một mẹ chuẩn bị sinh rất rất xinh đẹp và giọng rất ngọt ngào. Vâng, chào Thúy Nga và những mẹ bỉm khác và chuẩn bị là mẹ bỉm khác. Đây là một điều cũng cực kỳ thú vị, y chang như cái vụ phơi nắng mà hồi nãy các bạn hỏi bác Thùy Dương vậy đó. Thì cái câu chuyện là bây giờ có nên coi điện thoại không, có nên xem tivi không, có nên đọc sách báo không, thì nó vẫn đang có hai cái luồng tư tưởng như vậy. Thì mình sẽ có hai cái từ khóa trong cái câu trả lời này cho các bạn thôi. Một đó là cái gì quá nó cũng không tốt hết, có nghĩa là chúng ta nói về cái số lượng à. Như vậy thì bây giờ nếu như mà bạn ôm một quyển sách, bạn nói là không, mình phải nâng cao dân trí, nhưng mà 24 giờ bạn dồn vào đó đương nhiên không ổn. Bạn cầm điện thoại mà bạn cầm quá lâu đương nhiên nó không ổn. Và cái không ổn này nó một là không ổn về mặt thể trạng, tức là một người khỏe mạnh thôi mà cứ sa đà vào những hoạt động đó một cách rất là gọi là rất là mất cân bằng như vậy á, thì nó còn không tốt nữa, huống chi là một mẹ mới sinh. Và cái thứ hai nó không ổn ở chỗ là nếu mà chúng ta cứ dồn thời gian hẳn cho một cái việc như vậy thì nó sẽ còn một núi việc còn lại mà chúng ta không cân được. Ví dụ cho con bú, thay tã cho con, chơi với con, thì lúc đó nó sẽ rất là khủng khiếp. Như vậy thì ở đây bạn sẽ phải xác định coi là mình dành bao nhiêu thời gian cho những cái phần việc mà nãy giờ mình chia sẻ, mình gạch đầu dòng đó, là xem tin tức, điện thoại, báo chí vân vân, để cho nó phù hợp với tổng cái lượng thời gian 24 giờ một ngày của mình, để mình có thể vẫn tận hưởng được cuộc sống và làm mọi việc của mình một cách rất là ôn hòa, rất là đầy đặn. Tuy nhiên cái keyword thứ hai, cái từ khóa thứ hai mà các mẹ cần quan tâm trong câu chuyện này đó là mục tiêu. Tức là bạn cầm điện thoại lên, bạn xem tin tức lên để làm gì? Nếu như mà để a để đừng bị trầm cảm, để mình cảm thấy là mình không bị thế giới bỏ rơi, thì bây giờ mình sẽ phải chọn cái tin tức tích cực nè, mình chọn những cái kiến thức khoa học nè, những cái trang thông tin mà đã được bảo chứng nè, rồi mình đọc những cái gì đó mà nó tưới mát tâm hồn nè. Và dĩ nhiên là quay trở lại với cái từ khóa ban đầu là cái thời gian dành cho nó cũng vừa vừa phải phải thôi, thì nó sẽ là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Nhưng nếu như cầm điện thoại lên để sân si với chúng bạn, để thấy rằng trong khi mình ở cử thì cái đám 500 chị em bạn gì của mình đang mặc bikini đi bơi đi du lịch, và mình cảm thấy là mình đang bị tù túng ở nhà, thì không nha, lúc này dùm ơn đừng có coi những cái tin như vậy, bởi vì bạn đang tự giết mình. Như vậy thì chúng ta hãy lựa chọn những cái lượng gọi là những cái cũng là một dạng dinh dưỡng tinh thần đó các bạn, để mình thực sự cảm thấy rằng là cái thời gian ở cửa của mình vẫn không có bị tách biệt với thế giới, và nó là một cái thời gian thực sự là vàng để mình nâng cao những cái kiến thức cho cái việc chăm nuôi con nhỏ. Thì không sao đâu, quan trọng ở đây là mình sẽ có một cái thời lượng phù hợp dành cho cái việc đó, và khi mà mình chứng minh được rằng là mình đã tốt lên như thế nào khi mà mình làm những cái điều này và mình làm rất là bài bản, thì chắc là các mẹ cũng không có rầy la gì chúng ta đâu. Có lẽ thấy chị dạ. Thì chị Tonya chia sẻ hay quá, và cho Linh góp ý một tí, tại vì cái chủ đề này Linh cũng tranh luận khá nhiều ở trong nhà của Linh với mẹ, bởi vì mẹ cũng là cùng cái ý tưởng là không nên xem, bởi vì nó sẽ hư mất gì đó. Nhưng với Linh thì cái cá tính của Linh là mình không thể ngồi yên, thì trong lúc mà Linh đang có thai và sau khi sinh thì Linh cũng cảm thấy là mình cũng hơi bị trầm cảm, và cũng mình hơi bị lùi trong cuộc sống. Thì cái việc là lên online, mình xem lại công việc, mình xem email, những cái đó đã giúp Linh vượt qua được những cái cảm xúc đó. Thì Linh thấy là phụ thuộc vào tùy người đi ha. Bạn phải xem là nếu mà bạn là loại người mà không thể ngồi yên thì mình nên phải có một cái hành động. Và lúc đó mình đang ở cử thì mình không thể đi đâu, và mình chỉ có cái truyền hình và cái điện thoại thôi, thì mình cứ thoải mái một tí. Nghĩa là đây là cái môi trường hiện đại, giống như hồi nãy giờ chúng ta trong đây trong chương trình cũng đã chia sẻ là đây mọi thứ đã thay đổi rồi, và đây là cái môi trường hiện đại, thì mình có thể làm giống như là chị Lâu Nhá nói là cũng vừa phải thôi. Thì mình cũng không nên xem truyền hình cả ngày, nhưng với Linh thì khi mà Linh bơm sữa thì có lúc là mình cũng cần phải relax, phải không? Mình không có quá căng thẳng, thì cái cách để cho Linh không có căng thẳng là mình phải xem truyền hình hoặc là cái gì tiếu để cho mình cười lên. Thì những cái này, những cái truyền hình, cái điện thoại có thể là cái dụng cụ để cho giúp mình vượt qua được những cái khó khăn trong cái giai đoạn ở cử.
Thì cảm ơn chia sẻ của chị Togia và những cái kinh nghiệm rất là thực tế của chị Linh. Xin được cảm ơn một bà mẹ rất xinh đẹp đã liên lạc với chương trình và mến chúc chị khán giả của chúng ta ngày hôm nay là sinh bé khỏe, dạy bé ngoan. Và cái quan trọng là chị sẽ có những cái tháng ngày mà mình ở cử rất thật là vui vẻ. Hãy thường xuyên tương tác với những người thân trong gia đình, bởi vì thật sự cái thời gian mà mình rảnh không có nhiều đâu, chắc sữa cho con, bú cho con, ăn dọn dẹp cho con, tắm rửa thay quần cho con, rồi lau dọn vệ sinh nhà cửa, cái phòng mà mình đang chăm bé thôi đó, đã hết giờ rồi. Với lại thời gian còn lại hãy dành để trò chuyện với những người thân trong nhà, chắc chắn là mình sẽ không buồn tẻ đâu ạ. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì Diễm Loan cũng xin phép được gửi lời cảm ơn đến tất cả các bố, các mẹ đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và các bố, các mẹ xin nhắc ơi, chúng ta đã có được một cái lượng kiến thức có thể nói là quá tuyệt vời, một cái hành trang rất khoa học và vững chắc cho cái việc ở cử trong khoảng thời gian sắp tới. Không chỉ là cho mẹ đâu, mà là bố mà biết những thông tin này, bố sẽ hỗ trợ tốt cho mẹ lắm ạ. Và hiện nay thì ta xin chia sẻ thật là có rất nhiều những câu hỏi của các bố mẹ đang gửi về cho chương trình. Tuy nhiên thì thời lượng của chúng ta có hạn thôi. Vì vậy mà ban tổ chức xin phép là sẽ gửi riêng câu trả lời cho từng bố, từng mẹ sau chương trình ngày hôm nay. Và mọi ý kiến thắc mắc của quý vị khán giả về chương trình ngày hôm nay thì xin vui lòng là chúng ta sẽ gửi về fanpage Similac Việt Nam để được giải đáp nhanh nhất nhé. Và cuối chương trình thì xin thưa các bố các mẹ là chúng ta còn một cái khảo sát nho nhỏ nữa. Xin các bố các mẹ dành ít phút để đóng góp cho Similac về chất lượng của chương trình để chúng tôi có thể mang đến nhiều nội dung thảo luận thật là thú vị và phù hợp với mong muốn của các bố các mẹ, đặc biệt là hỗ trợ để chúng ta chăm con tốt, dạy con ngoan và có sức khỏe thật là dồi dào nhé. Và chúng tôi cũng xin phép được nhắc lại là chương trình ngày hôm nay sẽ dành ra 5 voucher mua sắm tại công ty trị giá một voucher là 1.000.000 đồng cho 5 mẹ may mắn chúng ta tham gia trong chương trình ngày hôm nay với cái buổi khảo sát như thế này. Và bây giờ thì đến lúc các chị em, các anh em Similac ơi, tất cả các bố các mẹ Similac ơi, chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt nhau ạ. Dù là còn rất nhiều thông tin chúng ta muốn tìm hiểu trong cái hành trình làm cha làm mẹ, nhưng mà chúng ta sẽ phải hẹn nhau trong cái tập tiếp theo ạ. Và Diễm Loan xin được mời tất cả các vị khách mời ngày hôm nay, chúng ta sẽ có lời chào đến với các chị em Similac ạ. Các bạn ơi, tôi rất là mong rằng các bạn đã có những kiến thức cực kỳ là quý để các bạn có thể trải nghiệm cái giai đoạn ở cử của mình một cách hạnh phúc nhất có thể. Cả gia đình mình luôn, không phải chỉ hai mẹ con thôi mà cả gia đình mình nữa, gia đình nhỏ và gia đình lớn, đúng không ạ? Tôi chỉ muốn nhắc chút xíu là cái giai đoạn ở cử thì rất là cần thiết và mình nên làm chuyện đó. Tuy nhiên là mình nên chất lọc những cái quan niệm, những cái kiến thức của truyền thống của ông bà mình với lại những kiến thức khoa học, làm sao để cho mình có thể có ở cử tốt nhất cho cả mẹ lẫn con, không phải chỉ giai đoạn này mà cả về lâu về dài nữa. Mình biết là ba mẹ có thể giúp con vượt qua giai đoạn đầu này một cách tốt nhất có thể bằng cách là cung cấp dinh dưỡng và chăm sóc con một cách khoa học. Và mình biết là mình nhớ rằng trong giai đoạn này phát triển não bộ cực kỳ là quan trọng luôn, và nó quan trọng cả cuộc đời lâu dài về sau cho con, cho mà mình có thể và mình không được bỏ lỡ để mình giúp cho con ngay từ khi mẹ em bé sinh ra. Chào các bạn. Dạ, cảm ơn lời chào của bác sĩ tiến sĩ Phạm Diệp Thùy Dương, và bác sĩ Dương đã dừng lại lời chào của mình bằng hai chữ rất là quan trọng, đó là sự bỏ lỡ nha các bạn. Tục ngữ có câu đó là mẹ ngoảnh đi con dại, mẹ ngoảnh lại con khôn. Thực ra cái câu này nó có ý nghĩa đó là nếu như mà chúng ta trong vai trò làm cha mẹ mà chúng ta chịu khó tìm tòi, chịu khó quan sát, chịu khó để ý thì chúng ta sẽ hỗ trợ cho cái hành trình lớn lên của con mình một cách rất là thuận lợi và vô cùng đắt giá. Tuy nhiên nó cũng có một cái ý nghĩa thứ hai, đó là cái sự phát triển của con nó nhanh lắm. Thực ra quay đi quay lại cái là tự nhiên con mình nó lớn à, nhưng mà con không thể lớn một gọi là tự nhiên mà lớn được đâu. Chúng tuổi trẻ rất là cần cái vai trò của cha mẹ, cho nên là chúng ta cũng lưu ý rằng là chính vì con lớn nhanh như vậy cho nên mỗi một cái giai đoạn mà con đi qua đó nó không thể nào chậm chân được, và chúng ta trong vai trò làm cha mẹ thì chúng ta không thể thờ ơ được và hãy cố gắng bắt kịp những cái giai đoạn này mà chúng ta gọi là những cái giai đoạn cửa sổ vàng đó, những năm đầu đời nè, dưới 2 tuổi nè, những cái cột mốc cực kỳ quan trọng để con mình có thể được hỗ trợ tốt nhất và con mình có thể khỏe mạnh, có thể phát triển toàn diện và đặt nền móng cho tất cả những cái vấn đề sau này mà khi con phải tự xử lý khi mà con trưởng thành nữa, các ông bố bà mẹ nha. Vâng ạ, buổi trao đổi ngày hôm nay thật sự rất là thú vị luôn. Với Nhi, một em bé khỏe mạnh và thông minh thì luôn cần một cái chế độ dinh dưỡng rất là đầy đủ và cân bằng. Nhi là bản thân Nhi là một người mẹ mới thì còn rất là nhiều những cái thiếu sót, và chắc chắn là rất là nhiều những kiến thức bổ ích ngày hôm nay sẽ giúp cho Nhi
vô cùng là quan trọng để mà có thể chuẩn bị cho một em bé tiếp nữa chẳng hạn. Vâng ạ. Và Nhi tin rằng là nếu như mà mẹ có thể hỗ trợ cho con một cái nguồn dinh dưỡng đầy đủ ngay từ khi mà giai đoạn mang thai cho đến giai đoạn sơ sinh á, thì sẽ giúp cho hệ miễn dịch của trẻ và đường tiêu hóa của con thực sự là khỏe mạnh, và chúng ta có thể ngăn chặn được những cái tác nhân bất lợi và ảnh hưởng đến sự phát triển của bé, giúp con có được một cái sự phát triển não bộ một cách tối ưu nhất. Cảm ơn tất cả những thông tin bổ ích ngày hôm nay của tất cả các chuyên gia, và rất vui khi được trò chuyện cùng với tất cả các mẹ ngày hôm nay ạ. Và Linh cũng xin tóm lại với một ý cuối. Thì trong điều kiện môi trường và xã hội thay đổi trước diễn biến khó lường như hiện nay, thì các mẹ cần chủ động tiếp thu những lời khuyên dân gian mà được minh chứng trên cơ sở khoa học, và nên làm điều này cho mọi thao tác chăm sóc, ngủ nghỉ, dinh dưỡng cho con trong giai đoạn ở cữ. Và bằng cách này các mẹ có thể đảm bảo cho sức khỏe của mẹ và sự phát triển của trí não của bé. Và Linh rất vui được chia sẻ hôm nay, và hy vọng sẽ gặp lại bạn trong chương trình kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn sự tham gia ngày hôm nay của tiến sĩ bác sĩ Thùy Dương, tiến sĩ Tô Nhia, ca sĩ Đồng Nhi và doanh nhân Thái Vân Linh ạ. Cùng với những chia sẻ, chúng ta thấy là những trải nghiệm rất là thực tế và có minh chứng khoa học vững vàng, quý vị nha. Và một lần nữa thì cũng xin cho lời gửi lời cảm ơn đến tất cả các bố, các mẹ xin lắc đã theo dõi đồng hành trong suốt buổi livestream. Rất mong là chúng ta sẽ nhận được những câu quý báu từ phía các mẹ ạ. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau chứ ạ. Hẹn gặp lại nhau nha. Hẹn gặp lại nhau trong chương trình nuôi dạy con thông minh ứng biến tập tiếp theo, cũng là trên nền tảng Clubhouse và trên Zoom. Và tập 4 của chúng ta thì sẽ quay trở lại trong thời gian rất gần đây thôi. Xin các bố các mẹ vui lòng chúng ta sẽ theo dõi cập nhật trên fanpage của Smart Việt Nam để biết thêm những thông tin chi tiết, đón theo dõi và gặp thêm cho mình những cái kiến thức tuyệt vời ạ. Và như vậy là thực ra thì chúng ta cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, sẽ đến ngày gia đình Việt Nam là ngày 28 tháng 6, thì Diễm Loan cũng xin phép là sẽ được thay mặt cho Smilac Mom xin thân chúc tất cả các bố, các mẹ, các gia đình chúng ta sẽ có thể tận hưởng được hạnh phúc thật trọn vẹn bên thiên thần nhỏ của mình và tất cả những người thân yêu của chúng ta. Và cả nhà ơi, mình hãy lưu ý nha, stay safe và bảo vệ sức khỏe của bé và gia đình trong thời điểm đặc biệt này nha. Còn bây giờ thì Diễm Loan cùng với tất cả các mời ngày hôm nay xin phép được nói lời chào tạm biệt tất cả các bố, các mẹ xin lắc và hẹn gặp lại nha.